Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký Chiến Trường Ca, Tây Tiến Viễn Chinh. Tác giả liệt sĩ Trần Duy Chiến. Biên soạn Đặng Vương Hưng. Phần 2. Ngày 26 tháng 3 năm 1979, suốt 24 tiếng đồng hồ ròng rã, chiếc tàu lửa Thống Nhất rời ga Diêu Trì, bò về hướng nam, qua bao đồng ruộng, đồi núi, thành phố. Sáng hôm nay tôi đã có mặt tại thành phố Biên Hòa, cách Sài Gòn 28 km. Một buổi sáng lẻn ra ngoài, tôi cùng mấy đứa bạn lội quanh, từ đáy lòng rộn lên một niềm vui bay bay khó tả. Khi tôi phóng tầm mắt nhìn và bắt gặp những mái nhà, những hàng quán nhỏ xinh xinh. Suốt mấy tháng nay rồi, tôi luôn làm bạn với rừng núi, mỗi bước đi nghe như nặng nề khó tả. Phải chăng vì phong sương luôn đè nặng tôi, hay bụi đỏ bốc mờ theo nhịp bước chân? Hôm nay cũng những bước chân ấy, nhưng nó xao xuyến và khang khắc làm sao. Đôi chân mãi thèm bước, cặp mắt thèm nhìn. Tôi vô tình bị cái thành phố này lôi cuốn mãnh liệt. Ly nước mía sao mà ngọt lịm, uống đôi môi không rời. Cô em Biên Hòa duyên dáng quá, khiến tôi nhìn say mê. Ôi cái thành phố mà tôi ước ao đặt chân đến, hôm nay nó đã đứng sừng sững trước mặt tôi, với những con đường trắng nhựa phẳng và thẳng tắp, với những ngôi nhà 4-5 tầng san sát, với những cửa hàng bán đủ thức, đủ màu sặc sỡ. Nhớ lại mấy ngày nào đây, tôi còn ở Buôn Lung, chỉ toàn là rừng núi với đất đỏ, mỗi bước đi là mỗi lần bụi vướng. Rồi tôi lên xe về nước, suốt đoạn đường 19 qua Thanh An, Phú Phong, Phú Tài cũng thật là vui. Tiếp tục lên xe lửa vào Nam, qua Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết, Phan Rang, Hố Nai. Rồi hôm nay tôi có mặt tại tỉnh Đồng Nai, để mai này tôi không còn có mặt ở đây nữa. Ôi đời lính là thế này đây, mai đó là trên vặn nẻo đường đất nước, là nơi nào có bóng quân thù. Vui sao thành phố Biên Hòa trước mắt tôi, vui sao những ngọn đèn ven đường tỏa sáng trong lòng, soi lối. Vui sao bóng dáng thon thon của người con gái Việt Nam với tà áo dài thướt tha hòa với gió bay trên phố. Vui sao những cặp tình nhân dìu nhau bước dưới chiều nắng. Biên Hòa ơi, ta nhớ thật nhiều, ta sẽ khắc sâu vào ký ức của ta. Ngày 27 tháng 3 năm 1979, đêm, tôi ngồi nhìn ánh điện răng thẳng hàng chiếu những tia sáng màu xanh nhạt xuống đường một cách vui vui. Sài Gòn về đêm đẹp tuyệt, xa trông như một rừng sao đang tụ họp nơi đây. Nhớ lại tuổi thơ, cách đây đâu chừng 14 năm, tôi đã đặt chân đến nơi đây một lần. Hồi ấy tôi còn non nớt và chẳng biết gì, đi xe thì say. Bà tôi đã dắt tôi lên chiếc nhà lầu 4 tầng, đứng trên lan can nhìn xuống đường. Tôi run và lo sợ nhiều lắm, sợ rủi cái lan can kia sụp, sợ tay vịn lan can bung ra. Tôi sợ nhiều lắm, đâu dám đứng thẳng, chỉ biết nằm bò xuống, thò chiếc đầu qua lan can để mà nhìn ra ngoài, nhưng có được đâu. Ngày xa xưa kia, nơi nào tôi đã đi qua, sở thú, viện bảo tàng hay trường đua Phú Thọ, tất cả những hình ảnh đẹp đẽ kia nay còn vướng trong dư hương của tôi một tí. Bây giờ đứng sừng sững trước mặt tôi là thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ. Tôi yêu lắm Sài Gòn ơi. Ngày 28 tháng 3 năm 1979, chiếc C-130 cất cánh, Sài Gòn lùi dần ra xa, mãi đến khi chỉ còn là những điểm trắng vuông bằng viên gạch, qua rừng, qua núi, qua đồng bằng. 1 giờ 30 phút sau khi lên máy bay, giờ tôi đã có mặt nơi đây, được nghỉ một chút, lại lên xe ngang qua một thành phố chết. Nó đã chết thật sự rồi, đâu bóng người dân hiền lành, đâu xe cộ rộn rịp và chợ búa, chỉ còn toàn bộ đội Việt Nam đến để tìm cách hồi sinh cho nó. Thành phố đứng sừng sững, im lìm và lặng lẽ. Ta vẫy chào từ biệt thành phố chết và ra đi cùng đoàn quân. Tháng 3 năm 1979, toàn bộ sư đoàn 309 bao gồm các trung đoàn bộ binh 31, 96, 812 và một trung đoàn pháo binh đã có mặt tại tỉnh Bát Tam Bang, miền Tây Campuchia, có hàng trăm km đường biên giới với Thái Lan.
Chú thích của Đại tá Nguyễn Văn Hồng. Biên giới Thái Lan. Nếu một mai tôi chết, nếu mai kia một ngày nào đó không may mắn đến với tôi trong cuộc đời làm lính, tôi sẽ ngã xuống trên miền đất xa xôi của quê hương Chùa Tháp này. Thân xác tôi sẽ hòa vào với đất, sẽ tan dần theo thời gian, chẳng còn lại gì, dù chỉ một chút. Lúc ấy người mẹ hiền của tôi sẽ không đến được bên chiếc hòm sơn đỏ để sụt sùi thương tiếc. Chỉ còn chúng bạn với màu áo lá rừng đứng nhìn hình hài của tôi với những tiếng thở dài, ngao ngán. Ngày 28 tháng 4 năm 1979, hôm nay đem quyển nhật ký ra xem, thấy lòng vui vui. Một cái vui khó tả của đời lính chiến. Mặc dù bên tai vẫn còn nghe tiếng súng và nơi tôi ở vẫn còn có sự chết chóc xảy ra, tôi nằm ngửa trên miếng ván, nhìn mái lều tranh lập siêu vẹo của bọn lính ca vừa bỏ chạy khi đơn vị tôi đánh vào đây, với nhiều suy nghĩ chồng chất. Nhớ lại trận chiến đấu giáp mặt với quân địch, tôi bỗng rùng mình. Một tí nữa là tôi trở về với đất. Tôi cũng không ngờ bọn lính ca đã phục sẵn, bắn tới tôi liên tiếp 2 viên với cự ly quá gần, chỉ 30 mét. Viên đạn bay xẹt trên đầu tôi, làm toác một miếng vỏ cây cổ thụ. Thế rồi trên đoạn đường vòng tròn của đời lính, tôi vẫn đi. Từ ngày ấy đến nay, đã bao lần giáp mặt với quân thù, có lần cối 82 nổ cách tôi chỉ 3 mét, hay có lần bị địch vây tứ phía. Đã mấy lần tưởng rằng tôi sẽ chết, nhưng không ngờ đến bây giờ tôi vẫn còn sống. Tôi suy nghĩ một cách mù mờ, có lẽ đạn tránh người. Thế rồi tôi trở nên dạn dĩ hơn. Phải nói rằng tai tôi trở nên quen dần với tiếng súng nổ, không còn hồi hộp như ngày trước nữa. Hôm nay tôi trở về nghỉ chân nơi cánh đồng ruộng khô cằn nước bạn. Có được chút ít thời gian rỗi, tôi móc óc sưu tầm lại chút ít địa danh, những làng mạc, thị trấn, phố xá, những cánh rừng dày san sát với chặng đường mà đôi chân nhỏ bé của tôi đã qua. Tôi không làm sao nhớ nổi, chỉ biết lờ mờ là nó nhiều và dài lắm. Ngày ra đi có lẽ là 24 tháng 4 thì phải. Bây giờ cũng gần hết tháng 4 rồi. Trong suốt quãng thời gian ấy, đôi vai đã oằn xuống vì chiếc ba lô cứ đè nặng mãi. Chiếc áo, chiếc quần ngày nào còn mới, nay đã có nhiều miếng vải lạ đắp lên, còn nhiều và nhiều lắm. Nào những cánh rừng tôi phải băng qua suốt mấy ngày trời chưa ra khỏi. Ôi thằng lính bộ binh, sao mà gian khổ nhiều quá. Tôi bỗng nhớ lại ngày mà tôi chưa vào lính, ngày mà tôi còn rong chơi và mộng mơ của lứa tuổi thơ. Ngày ấy, đoạn đường từ nhà tôi đến phố chỉ dài 1 km. Thế mà tôi sợ, bởi vì tôi chưa lần nào đi bộ. Nhưng hôm nay tôi đã đổi khác, đôi chân không còn sợ những chặng đường dài, chúng đã quen rồi mà. Đã gần 2 tháng rồi không nhận được lá thư của gia đình. Tôi chẳng biết gì tin nhà, nên tôi thèm lắm. Thèm được trở về nước, thèm nhìn lại dòng sông quê hương, thèm có dịp được về gặp lại người thân, bạn bè. Có đứa cũng ra đi như tôi, có đứa còn ở lại. Nhưng bây giờ thì không biết chúng có còn ung dung vui tươi, mơ mộng nơi quê hương, hay chúng cũng khoác bộ chiến y như tôi và cũng đang làm nhiệm vụ ở đâu đó mà tôi không gặp nên không biết. Cầu trời cho bọn chúng đừng như tôi, để đêm nằm được ngủ yên, còn chuột chạy không làm giật mình, ôm súng nhảy vọt ra công sự. Cho những chiều mưa không lạnh cóng, cho bụi đất này không làm hoen ố bóng hình đứa con trai với lứa tuổi 20. Còn tôi, mưa nắng đã làm dạn dày, phong sương đã cho tôi biết khổ, súng đạn đã làm tôi không biết sợ, và đời lính cũng đã làm tôi quên cả ước mơ. Thỉnh thoảng đem chiếc gương soi, thấy mình già và dạn dày rất nhiều. Thế nên tôi không còn hồn nhiên, ít nói và ít cười, chỉ biết nhìn bằng cặp mắt và suy nghĩ bằng khối óc nhỏ bé của tôi. Ngày 29 tháng 4 năm 1979. Rồi từ đó, khoác áo chinh nhân, tôi làm người lính nhỏ, giã biệt mẹ hiền, giã biệt em thơ. Tôi bước đi với những bước hững hờ của tuổi mộng và của người chinh chiến. Phố cảng ơi, buồn buồn lưu luyến, ta vẫy chào lần cuối kẻ ra đi. Ngày 1 tháng 5 năm 1979, Mung, thị trấn nghèo của quê hương Chùa Tháp. Chiều nay mưa,
trận mưa tầm tã và dai dẳng làm con đường đất trước nhà ở của tôi trở nên lầy và trơn trượt khó đi. Tôi buột miệng thốt lên: "Phải rồi, đất nước bạn đang đổi mùa." Ngồi trên chiếc võng mắc dưới chân nhà sàn, tôi đưa cặp mắt nhìn về hướng trước mặt. Xa xa là biên giới Thái Lan, nơi ấy một lần đôi chân nhỏ bé của tôi đã băng qua. Tôi nhớ rõ lắm, cũng một buổi chiều trên chặng đường hành quân băng qua một cánh rừng, đơn vị gặp trận mưa cũng tầm tã như bây giờ. Mưa làm áo quần, ba lô ướt cả, nhưng không biết lạnh vì mồ hôi vẫn nhỏ dài theo bước đi. Chỉ có đất trở nên trơn quá làm tôi cứ trượt hoài, áo quần lấm hết bùn, không có chỗ tắm giặt. Tối đến cứ thế chúng tôi chui vào một bụi cây nào đó mà ngủ. Vừa nằm xuống thì cái lạnh cũng đến áp chế, hai hàm răng va vào nhau thành những tiếng cộp cộp đều đặn khô khan. Nhớ lại những chặng đường gian khổ của đời lính chiến đã qua, tôi thấy sợ sợ ra làm sao. Ngày mùng 2 tháng 5 năm 1979, chiều nay trời cũng mưa, nhưng nó không làm tôi ướt lạnh như cái lúc hành quân nữa. Ngược lại nó làm tôi buồn, cái nỗi buồn chỉ mình tôi hiểu với tôi. Ngày xa xưa ấy, khi tôi còn bé, cứ mỗi lần mưa rơi là mỗi lần tôi ướt át vì tôi nghịch ngợm lắm. Cùng bạn bè đùa cợt, tát nước vào nhau sau lần đi học về, khiến mẹ tôi phải quát mắng và thay đồ vội vã cho tôi. Mẹ sợ tôi cảm lạnh. Ngày ấy còn non nớt nên tôi nhìn mưa với sự vô tư, không một suy nghĩ. Mưa chẳng làm tôi buồn, nó chỉ làm tôi ướt và lạnh để được mẹ thay áo, và mẹ lại mắng để tôi đừng nghịch nữa. Cái ngày xa xưa ấy đã trôi qua một cách nhanh lẹ trong tôi. Giờ đây tôi đã lớn, tôi không còn vô tư như ngày ấy nữa. Bây giờ mỗi lần nhìn mưa là nỗi buồn hiện lên xâm chiếm. Mưa ngoài trời mà cứ ngỡ mưa ở trong hồn tôi. Tôi thấy lạnh ngỡ ngàng, hình như mưa rơi và lòng tôi có quan hệ với nhau. Cứ mỗi lần nhìn mưa là tôi lại thấy buồn. Tôi nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bạn bè, nhớ quê hương. Tôi nhớ tất cả những gì mà tôi không quên được. Mà làm sao cho tôi quên khi nó đã ẩn sâu vào tiềm thức của tôi. Có lắm lúc tôi muốn quên, thế là tôi cố quên. Tôi suy nghĩ những điều do tôi viễn tưởng, rồi cười vu vơ như người đãng trí. Nhưng không làm sao quên được, nhất là khi tôi nhìn những giọt mưa về chiều rơi lộp bộp trên mái ngói, mái tôn và trước mắt tôi. Không biết chiều nay ở cuối trời, nơi mẹ tôi đang sống, có đổ mưa không nhỉ? Tôi suy nghĩ rồi tự trách mình, sao tôi ngớ ngẩn. Bây giờ mới tháng 5, quê tôi đang chớm hạ. Có chăng là những tia nắng hồng tươi đẹp làm cháy ra từ buổi sáng, chớ làm gì có mưa như ở đất quê hương Chùa Tháp này. Tôi nhớ lại rồi, hôm nay là mùng 2 tháng 5, chỉ còn trên 10 ngày nữa là đến nghỉ hè. Giờ này trên quê tôi chắc là phượng đã nở đỏ mấy sân trường. Ngày trước khi tôi còn khoác lên mình chiếc áo trắng học trò, cũng vào giờ này tôi đang rộn lắm. Hàng ngày vẫn đến trường, nhưng có học thêm được chút ít gì đâu. Chỉ ngồi cùng nhau dăm ba đứa tâm sự vu vơ về ngày sắp đến, rồi lại nguệch ngoạc mấy dòng lưu niệm vào cuốn sổ nhật ký cho nhau. Trong quãng đời học trò ngắn ngủi, tôi còn nhớ rõ lắm. Mỗi lần nghe tiếng ve sầu rên rỉ là quyển nhật ký nhỏ bé của tôi lại có thêm những dòng chữ vô tư và thân yêu. Hồi ấy bạn bè cùng màu áo và lứa tuổi như tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi không làm sao nhớ hết được. Đến nỗi chỉ xa nhau mấy mùa phượng, gặp lại nhau thấy quen nhưng lại quên mất tên. Trong suốt quãng đời cắp sách, có đứa không gặp may mắn như tôi, phải bước vào đời sớm hơn. Tôi có được chút ít diễm phúc hơn đôi ba đứa, nhưng rồi không làm sao được sống êm đềm trong cái lứa tuổi và màu áo trắng đó. Tôi lại tiếp tục bước vào con đường đời ngoằn ngoèo khúc khuỷu và lắm trông gai như mấy đứa bạn của tôi. Ngày đó tôi giã từ màu áo thư sinh bằng sự hững hờ, không một chút vấn vương suy nghĩ. Bây giờ tôi thấy luyến tiếc vì quá vô tư, để cái tuổi thiếu thời hồn nhiên kia trôi qua một cách nhanh chóng. Bây giờ thì đã hết, tôi không làm sao tìm lại được. Thời gian đã kéo nó đi biển biệt mất rồi. Chỉ còn sót lại trong tôi là một khoảng trời xanh chồng chất,
đầy ắp những kỷ niệm. Để rồi những chiều mưa, nơi tôi ngồi đây ôn lại cái quá khứ chất chứa, đầy ắp những kỷ niệm mến thương đó. Nhất là khi áng mây chiều tím ngắt treo lơ lửng che gần kín mặt trời, nỗi nhớ của tôi. Tôi lang thang đi dần về phía chiếc cầu sắt, chẳng biết làm gì nữa. Để rồi tôi lại bắt gặp ánh mắt, những cái nhìn xa lạ của những người dân mà không cùng một thứ tiếng như tôi. Họ làm tôi nhớ đến quê hương tôi kinh khủng. Tôi bỗng ước ao, dù cái mộng ước của tôi sẽ không bao giờ là sự thật. Giá như ở đây là quê hương của tôi sẽ vui sướng biết mấy. Ở đây tôi sẽ không chỉ biết nhìn vì cái bất đồng ngôn ngữ quái ác kia. Có lắm lúc tôi muốn phá tan cái bầu không khí ngột ngạt trong mình. Tôi mạnh dạn bước vào một gia đình nào đó bên vệ đường, nhưng nó cũng không giúp ích được gì cho tôi cả. Ngoài những cái ra dấu bằng tay và sự chán ngán khi tôi nghe họ nói những gì mà tôi chẳng hiểu, đôi bàn chân nhỏ bé của tôi cũng đã in dấu lên nhiều nơi trên quê hương chùa tháp này rồi. Đó là Lâm Phát, Buôn Lung, Tà Keo, Lovia, Tam Vi Leng, bây giờ là Môn. Thế nhưng đến đâu tôi cũng gặp toàn là những bộ quần áo đen kín và những chiếc xe hai bánh do bò kéo, đứng gần toát ra mùi hôi hám khó chịu. Khi chạy thì phát ra tiếng gỗ nghiến ken két, oái oăm, nức nở. Tôi cố gắng suy nghĩ nhiều về bản thân. Tôi cười thầm và tự trách tôi nhiều lắm. Mỗi lần được đọc một tờ báo, một cuốn sách hay xem một cuốn phim hay, tôi soi xét lại bản thân, thấy mình chẳng xứng đáng một tí gì. Họ là những người đã không ngại gian nan, khó khăn, đóng góp một cách quên mình cho Tổ quốc, cho sự nghiệp cách mạng. Tại sao tôi không làm được? Thế nhưng lúc rảnh rỗi, ngồi suy nghĩ một mình, tôi lại thấy nhớ và luyến tiếc thật nhiều về thời gian khi tôi chưa bước chân vào quân ngũ. Tôi đâm ra nản chí đến chán ngán hết sức. Tôi lại suy bì với những đứa bạn đang cùng lứa tuổi. Tôi tự an ủi rằng mình đã không gặp may mắn như chúng nó trong quãng đường đời này, nên tôi lại buồn. Càng buồn hơn khi đôi mắt bắt gặp một vài dải mây răng ngang vào những buổi chiều ở cuối chân trời xa tít ấy. Hay đêm đêm lại có trận mưa rơi tầm tã trên mái ngói, như gợi ý cho tôi nhớ về một thời dĩ vãng thương yêu. Ngày mùng 4 tháng 5 năm 1979, tâm trạng người lính nhỏ xa quê. Nếu một mai tôi chết. Suy nghĩ đến đó, tôi bỗng rùng mình và thấy chơ vơ như đang đứng giữa khoảng không mênh mông. Mặc dù nơi tôi đang sống vẫn có tiếng cười, có bạn bè và đồng đội cũng như tôi. Tôi sợ chết. Phải rồi, cái này thì không sao tránh khỏi. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng trên trần thế, mọi sự sống từ con người đến loài vi khuẩn nhỏ bé tí xíu kia đã sinh ra từ đất thì ắt có ngày phải trở về với đất. Đó là quy luật của tạo hóa mà. Cũng có một ngày nào ấy tôi sẽ chết, không có cách nào tránh khỏi. Nhưng sao mỗi khi nghĩ đến cái chết, tôi thấy ngại ngại. Tôi có cái đầu óc bé xíu, còn non, nhưng không phải vì thế mà tôi trở nên thuần phục hay run sợ trước những điều huyền hoặc, nên không bao giờ mê tín. Hôm nay tôi lại suy nghĩ điều này, đâu phải là lần đầu tiên. Cái ngày tôi chập chững bước vào cuộc đời quân ngũ, tôi đã xác định điều này, và càng rõ rệt hơn là lúc tôi bắt đầu bước chân vào làm thằng lính bộ binh, từng giờ giáp mặt với quân thù. Tôi chết, cái điều ấy tất nhiên là phải đến, bởi vì tôi là một thằng lính chiến. Tôi suy nghĩ một cách mông lung, nếu mai tôi chết, ai sẽ là người khóc tiễn đưa tôi? Có chăng chỉ là những giọt nước mắt của mẹ già đổ xuống bên cạnh chiếc hòm sơn đỏ hầm hiu, buồn rầu và thương tiếc cho đứa con trai của mẹ? Nếu mai kia một ngày nào đó không may mắn đến với tôi trong cuộc đời làm lính, tôi sẽ ngã xuống trên miền đất xa xôi của quê hương chùa tháp này. Thân xác tôi sẽ hòa vào với đất, sẽ tan dần theo thời gian, chẳng còn lại gì, dù chỉ là một chút. Lúc ấy người mẹ hiền của tôi sẽ không đến được bên chiếc hòm sơn đỏ để sụt sùi thương tiếc, chỉ còn chúng bạn với màu áo, lá rừng đứng nhìn hình hài của tôi với những tiếng thở dài, ngao ngán. Nếu một mai tôi chết, cả cuộc đời bé bỏng này tôi xin trả lại cho quê hương.
Đôi chân tôi không còn in dấu trên đất mẹ. Đôi mắt sáng mẹ đã trao tôi từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Khối óc còn con sẽ trở thành cát bụi, đâu còn biết nghĩ suy, đâu còn mơ mộng, nhớ nhung khi bắt gặp những ngoại cảnh êm đềm. Nếu một mai tôi chết, tôi không hề luyến tiếc một chút gì trong cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi gói kín và ôm theo tất cả, dù một chút kỷ niệm không mấy đẹp đẽ đã trôi qua trong tôi. Nếu một mai tôi chết, thì cuốn nhật ký này sẽ là những gì còn lại của cuộc đời tôi. Đó là một người bạn vô tư, trong sáng và thủy chung mà tôi yêu quý. Tất cả tấm lòng với khối óc tôi đã trao gửi vào đây. Nếu một mai tôi không còn nữa, xin dành những ước mơ đẹp nhất cho quê hương yêu dấu. Ngày 20 tháng 5 năm 1979, qua mấy ngày đi truy quét bọn địch, hôm nay tôi về lại chỗ ở cũng vào một chiều mưa. Người tôi mệt nhừ như rời từng khúc. Trên đoạn đường về, đôi chân tôi không muốn bước, phải lê từng quãng mệt mỏi dưới trời mưa tầm tã. Con đường đất trở nên nhão nhoét vì mấy chiếc xe bò bánh sắt đi qua, làm tôi cứ chợt té mãi. Tôi thay vội bộ đồ còn ướt đẫm, nằm dài trên chiếc võng, cố tự ru một giấc ngủ cho lại sức, nhưng không sao nhắm mắt được vì mấy cậu bạn cứ mãi bàn tán ồn ào về cái chuyến đi này. Nằm một lúc cũng không yên, tôi vùng dậy cũng chẳng biết để làm gì. Chợt nhớ tới cuốn nhật ký đang nằm một mình nơi góc chiếc ba lô, tôi vội vàng tâm sự cùng người bạn vài dòng để bớt lạc lõng giữa chút thời gian trống rỗng mệt mỏi. Đơn vị tôi đi truy quét lần này là lần thứ hai, và lần này thì tôi mới bắn được hai quả B-40. Định chạy phía trước, tôi nhổ lắm, toàn là áo đen. Tôi đứng lên, đặt cây B-40 lên vai, lấy thước ngắm xong bóp cò. Viên đạn lao veo về phía trước, tai tôi trở nên ù ù. Phút đầu chẳng nghe gì cả, chỉ có tiếng o như phát ra từ óc. Tôi không sợ mà chỉ có hồi hộp trước khi bắn quả B-40 này, bởi đây là lần đầu tiên. Cách mấy phút sau tôi lại bắn tiếp quả nữa. Địch chạy xong, tôi lại chỗ tôi bắn xem sao. Chẳng có gì ngoài một ít đất rừng nát vụn. Tôi cười vì mình bắn dở quá. Thời gian này trung đoàn bộ binh 812 được giao nhiệm vụ truy quét tàn quân địch ở khu vực huyện Mung, tỉnh Bắc Tam Bang. Đơn vị của Trần Duy Chiến đã đánh nhiều trận, diệt nhiều địch. Có trận diệt gọn một tiểu đoàn quân Pol Pot gần 100 tên ở phía tây huyện Mung. Trong cuốn Cuộc chiến tranh bắt buộc, tôi có đề cập đến chú thích của đại tá Nguyễn Văn Hồng. Ngày 22 tháng 5 năm 1979, chiều buồn ghê gớm, tôi đứng trong mặt trời chỉ còn là một đốm sáng lờ mờ như chiếc đèn pha bị sương mù che kín. Hình như cảnh vật ở đây cũng chẳng khác gì với tâm trạng của tôi lúc bây giờ. Và cũng không hiểu sao, khi vừa đặt chiếc ba lô đến nơi này, tôi nhìn cảnh vật với cặp mắt lạ lẫm. Có lẽ ngoại cảnh hiu vắng làm tôi buồn thì phải. Chỉ toàn là cây với lá, chẳng tìm đâu ra một bóng người. Đi truy quét vừa xong, tưởng đâu sẽ được nghỉ chân đôi chút cho lại sức. Thế mà chiều hôm nay tôi lại phải có mặt nơi cái buôn hẻo lánh này. Mấy thằng bạn đang mải mê đi tìm xoài rụng ngoài kia. Xoài chín rụng nhiều quá, thôi tôi cũng ra tìm vài trái ăn cho bớt thèm mới được. Ngày 25 tháng 5 năm 1979, buổi sáng không đi phục, thèm thuốc chi lạ, tôi sục sạo quanh xó nhà, xó bếp cũng chẳng tìm được mẩu tàn nào. Chán quá, về nằm ngửa trên tấm ván suy nghĩ về cuộc đời, thấy mình trở nên thèm khát đủ mọi thứ, toàn những cái tầm thường nhất, những thứ mà ngày trước lúc tôi chưa khoác lên người bộ chiến y màu lá rừng thì tôi không thèm đụng đến. Thế mà hôm nay nếu tôi muốn có thì cũng chỉ là mơ mộng điên rồ, vì nơi tôi đang sống không bao giờ có. Tự hỏi bây giờ tôi ước những gì? Nhiều lắm, những thứ mà nơi đây không có, những thứ gì mà tôi thiếu thốn. Nhưng trước tiên vẫn là thuốc lá, một điếu thuốc quấn cũng tốt, không cần phải thuốc gói. Rồi sữa đá, bánh bao, xi nê, như cái lúc tôi còn sống ung dung nhàn hạ nơi phố cảng quê hương.
Cái thằng lính bộ binh gian khổ và thiếu thốn, ai nói cuộc sống của lính là vui tươi là không đúng, và người đó hẳn nhiên là chưa bước qua đoạn đời của lính nên mới ca ngợi như vậy. Hãy trả chiếc áo màu lè loẹt lại cho đời, thay vào bộ chiến y sẽ rõ tất cả những gì gian khổ của lính. Tình cảm chỉ là một con số không rỗng tuếch, to thù lù, treo lơ lửng trước mặt. Vật chất có những gì? Cơm vắt, mũi rang, lắm lúc còn phải uống nước hục bùn, lẫn lộn phân bò vàng đục như sữa, bốc mùi ghê sợ, phải nín thở mới nuốt vào được, đâu cần phải đun sôi nấu chín, đâu cần giường chõng, chiếu, mùng màn hẳn hoi. Trên đường hành quân có lệnh dừng nghỉ, cứ thế lính sẽ nằm dài trên đất, kê đầu trên cái ba lô, thả hồn bay khắp, mặc kệ mũi vò ve, sương gió lạnh buốt hay là mưa rơi, mặc kệ tất cả. Họ vẫn phải ngủ, nhưng trong đêm dài, lính có ngủ yên được đâu. Mắt nhắm nhưng cứ thao thức mãi, nghe tiếng con chuột hay con sóc chạy sột soạt ngoài lùm cây kia, lính ta vội vàng ôm súng, nhảy ra công sự. Có những lần ngồi gác, mũi vò ve dày đặc, mũi chích tứ phía, nhưng lính ta đâu dám đập mạnh. Trên đoạn đường hành quân gặp địch, ai cũng phải nhoài người nằm xuống, đâu kể hục bùn, bãi cứt hay là hang kiến, mặc kệ. Cả táng trời không đánh răng, không tắm rửa, áo quần lên men, bốc mùi khét khó chịu, lính vẫn mặc, đâu kể nhấp nhúa. Còn nhiều và nhiều lắm. Ngày mùng 2 tháng 6 năm 1979, mùa này trời cứ về chiều lại đổ mưa. Chiều nay trời cũng mưa, nhưng lại mưa dai dẳng hơn những chiều khác. Nước đọng quanh nhà thành vũng, đất nhầy nhụa đến ghê sợ. Tôi chẳng buồn đi ngủ, ngồi co ro trên chiếc võng, suy nghĩ. Buồn thật. Nhớ lại những ngày đi truy quét đã qua, khổ thiệt. Cứ buổi chiều lại phải ướt, phần vì mưa, phần lội suối. Có lúc cái bờ suối quá cao, phải đu dây xuống, lại đu dây lên. Quần áo bê bết bùn, trông nhấp nhúa quá. Tối đến lại còn có anh muỗi nữa. Mà muỗi thì khói phải nói, ở cái quê hương chùa tháp này, đâu đâu chả có. Mấy đứa bạn thường bôi bác, cái đất này chỉ được có hai thứ, ban ngày thì ruồi, ban đêm thì muỗi. Nó nhiều vô kể, lại dạn dĩ nữa chứ. Mặt trời sụp xuống, thế là tiếng kèn muỗi lại trỗi lên vo ve quanh chiếc võng. Có một lỗ trống nhỏ nơi chiếc chăn, muỗi tìm được, chui vào dày đặc. Khi trước lúc đọc truyện bắt gặp một đoạn văn nào nói về muỗi, tôi cảm thấy bình thường. Tôi nhớ một câu văn của tác giả nào đã viết về đất Đồng Tháp 10 quê hương tôi, rằng quờ tay ngang mặt là đã bắt được muỗi. Nhưng tôi đâu có hình dung được nó nhiều đến thế, bởi vì nơi chôn nhau cắt rốn của tôi thì đâu có nhiều như vậy. Tôi vẫn cho là các nhà văn họ thêm bớt vào đó. Nhưng bây giờ nói đúng hơn là lúc tôi đặt chân đến cái tỉnh Bát Tam Bang của quê hương chùa tháp này thì tôi đã rõ, bởi vì muỗi ở đây nhiều lắm. Mỗi đêm đến giờ gác là tôi bị muỗi đốt cho một trận. Sợ thật cái mảnh đất này, đâu đâu cũng là muỗi, nhất là ở những cái buôn có xoài, như cái buôn tôi đang sống đây. Đêm đến, ngoài cái sợ địch tập kích ra, tôi còn phải sợ những con muỗi tí xíu này. Dưới chế độ diệt chủng của bọn Pol Pot Ieng Sary, đâu đâu cũng có xác người và xác súc vật. Nhà cửa vườn tược bị bỏ hoang, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, các loại ruồi, muỗi tha hồ sinh sôi nảy nở. Nhiều nơi khi ăn cơm, bộ đội ta phải căng màn ngoài bên trong. Chỉ cần một chỗ màn rách là ruồi sẽ tràn vào. Nhiều khi nhai cơm, nhai luôn cả ruồi. Chú thích của Đại tá Nguyễn Văn Hồng. Ngày mùng 3 tháng 6 năm 1979. Mẹ ơi, con đang suy nghĩ về mẹ đây. Con đang dồn hết tâm trí để hình dung cho thật đúng về gương mặt mẹ hiền của con. Mẹ yêu của con ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Bây giờ nơi quê hương mình, mẹ của con đang làm gì? Đang sửa soạn bữa cơm chiều hay còn mải mê nơi đồng ruộng, cố nâng niu chiều chuộng cho cây lúa trổ nhiều bông? Đừng làm nhiều nghe mẹ. Mẹ già rồi, sức lực của mẹ cũng giảm lần theo năm tháng. Con thấy thương mẹ quá, nhưng con biết làm sao bây giờ? Phải chi con đang sống cách mẹ chừng đôi trăm cây số,
con sẽ bằng mọi cách để được về nhà, để được nhìn kỹ gương mặt mẹ hiền của con, xem mẹ có già đi tí nào không. Mẹ hiền của con ơi, đó là sự ước mơ của con thôi mẹ ạ. Vì giờ đây con đang sống cách mẹ quá xa, lại bị chắn ngang bởi một chiều dài biên giới. Chắc mẹ của con chưa biết biên giới là gì. Để con kể cho mẹ nghe. Biên giới nó ngoằn ngoèo và ghê rợn. Nó là một dãy rừng rậm mịt mùng, đầy bụi và gai. Nó là một con sông, một đỉnh đồi hay một bãi cát. Nó chứa trong mình đầy rẫy thứ giết người. Nào mìn, nào thuốc nổ, nào trông. Nó là cái gì ghê sợ mỗi khi người lính bước chân vào đó. Mẹ của con ơi, mẹ đã rõ biên giới là cái gì rồi chứ. Mà mẹ cũng đừng lo cho con, bởi vì nơi con đang sống không phải là vùng biên giới đâu. Mẹ có biết hiện giờ đứa con trai của mẹ đang sống và làm gì ở đâu trên cái đất nước quê hương Chùa Tháp này? Con đang cầm súng đánh giặc mẹ ạ. Con sẽ bắn trả vào đầu bọn chúng trước khi chúng bắn con. Mẹ ơi, có lần chúng bắn con đạn xẹt ngang tai, làm con khiếp quá mẹ ạ. Nhưng thôi, con không kể những điều đó nữa. Con sợ mẹ của con sẽ lo nhiều cho đứa con trai của mẹ. Con sợ mẹ già đi trước tuổi. Mẹ ơi, con thương mẹ quá. Nơi vườn xoài mà con đang sống, cứ mỗi chiều con đứng nhìn dải mây trắng xám răng ngang tận cuối chân trời là lòng rộn lên bao nỗi nhớ. Con định hướng rồi nhìn về quê hương. Con cố moi lại tiềm thức để hình dung ngôi nhà mà gia đình mình đang sống. Con thấy mẹ đang mải miết cho mấy con heo ăn, cu ấn lại nghịch ngợm lấy đá chọi vào. Cây ổi cây khế trước nhà mùa này ra trái nhiều lắm phải không mẹ? Mẹ hiền của con ơi, có lần trong cơn mơ con được về quê nhà con gặp lại mẹ. Mẹ ôm con vào lòng, mẹ khóc, mẹ sờ khắp chân tay. Đứa con trai của mẹ vẫn còn sống và đang ở bên mẹ. Cù ấn cứ luôn mồm gọi anh hai. Con vui quá, giật mình tỉnh dậy, vẫn thấy mình nằm trên chiếc võng mắc dưới gốc cây xoài. Thấy khẩu súng vẫn bên mình, con mới biết đó chỉ là giấc mơ. Con tiếc quá, giấc mơ ngắn ngủi quá, phải chi nó thật dài và trở thành sự thật. Mẹ thương yêu nhất đời của con, con phải làm sao bây giờ hỡi mẹ? Con giang tay cho số mệnh đẩy đưa, cho dòng đời lôi cuốn con cách xa mẹ hàng mấy ngàn cây số, chỉ còn cách gặp mẹ hiền của con trong những giấc mơ, để rồi sáng ra bên mình con vẫn là bộ chiến y màu lá với khẩu súng nặng trĩu, để rồi con trở về với hiện thực bằng những trận đánh, bằng những ngày đi phục dưới trời thiêu cháy da con. Mẹ ơi, con bắt đầu sợ cái bộ chiến y màu lá thắm mà con đang mặc. Nó là cái gì làm ngăn cách giữa con và mẹ? Nó ôm kín và dìu con vào những nơi có tiếng súng nổ, có sự chết chóc. Con sợ nó lắm mẹ ơi. Con muốn cởi trả nó lại cho đất nước để được về gần bên mẹ. Lúc mẹ ốm đau có đứa con trai bên mình cơm cháo thuốc thang, để chiều mưa không làm con ướt, để chiếc ba lô và khẩu súng không đè nặng mãi hồn con và lẽo đẽo theo con suốt cả tháng trời hành quân. Để đêm đêm con được yên lành trong giấc ngủ, để cánh rừng rậm không phủ kín được ước mơ của con. Mẹ ơi, biết bao giờ con được trở về bên mẹ hiền của con, để con gặp lại mẹ, gặp lại em con, gặp lại gia đình. Con mong được gặp lại những người thân thuộc, gặp lại mảnh vườn, ngôi nhà đã che nắng, che mưa cho con suốt quãng đời thơ dại, để mẹ hiền khỏi phải trông mong đứa con trai của mẹ đang từng giờ chiến đấu nơi miền xa xôi hẻo lánh nào mà mẹ không bao giờ biết, để con được nhìn kỹ lại gương mặt mẹ hiền của con, để những ngày mưa con không buồn không nhớ, để chiều chiều nơi có bóng dáng mẹ hiền của con với nhiều nỗi suy tư thương nhớ. Mẹ thương yêu nhất đời của con, con biết mẹ giận đứa con của mẹ nhiều lắm, vì mấy tháng nay con không gửi về cho mẹ một chữ nào, để mẹ cứ phập phồng lo nghĩ về con. Nhưng con biết làm sao bây giờ hỡi mẹ, khi ở nơi con đang chiến đấu, không có một điều kiện nào để con gửi về quê hương cho mẹ mấy dòng chữ, để mẹ hiền của con khỏi phải mong lo. Con thương mẹ quá, nhưng biết làm sao bây giờ hỡi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nghe mẹ. Mẹ ơi, rồi một ngày nào đó khi chiến tranh tàn lui
bom đạn sẽ không còn gào thét đe dọa. Lúc ấy con lại trở về quê hương, nơi có bóng dáng mẹ hiền của con, để con được gặp lại mẹ bằng hiện thực, bằng giọt nước mắt, bằng nụ cười mà con ao ước. Mẹ ơi, bao giờ thì niềm ước ao của con mới trở thành sự thật hả mẹ? Nó sẽ là một quãng thời gian dài và lâu lắm mẹ ơi. Lúc ấy mẹ của con sẽ già đi mất, mái tóc mẹ sẽ đổi màu và ánh mắt cũng mờ dần theo năm tháng mỏi mòn. Mẹ hiền của con ơi, con nhớ mẹ, con thương mẹ quá. Từ khi con bước chân vào trung đoàn mang tên 812 này, trực tiếp cầm gây súng chiến đấu, thì con cũng chẳng nhận được một cánh thư nào của gia đình mình cả. Con không biết mẹ hiền của con đang sống nơi xa mổ ấy ra sao, mẹ có khỏe mạnh như ngày nào con đi hay cứ mãi ốm đau vì thương nhớ. Con lo cho mẹ quá mẹ ơi, cầu trời cho mẹ con luôn mạnh khỏe, để ngày con về con được gặp lại người mẹ hiền của con. Mẹ ơi, đừng buồn, đừng khóc khi nghĩ về đứa con trai này nghe mẹ. Con cầu trời cho mẹ của con khỏe mãi trong cuộc sống. Hút thuốc là ăn mày. Có lúc tôi chẳng muốn nhớ đến làm gì. Đêm đêm tôi không mơ, dù một giấc mơ ngắn ngủi, để đôi mắt tôi không phải vướng buồn khi nhìn màu trăng vàng thẳm, để tôi yên lòng với nhiệm vụ của một người thanh niên thời chiến. Nhưng tôi đành chịu bất lực, bởi tôi không có trái tim bằng đá. Tôi không có một phép màu huyền diệu để trấn an. Vì thế nên cái kỷ niệm êm đềm quái ác kia cứ len lén ùa vào tôi, cho tôi phải buồn, phải nhớ, phải luyến tiếc và ngẩn ngơ. Ngày 10 tháng 6 năm 1979, lại phải rời chỗ ở. Mới có 5 ngày mà hai lần đổi chỗ ở, phải làm hai cái nhà rồi. Nhưng cũng không phải là đã tạm ổn. Trong đời bộ đội, ăn rồi chỉ có mấy việc: hành quân, làm nhà, đào hầm, đi tuần, đi phục. Có thế mà nó quanh quẩn mãi, không lúc nào người lính nơi đây có được những ngày thư thả thảnh thơi. Mỗi hôm kia tiểu đội tôi phải ra sức làm cho xong cái nhà và đào mấy chiếc hầm. Vừa xong là lại rời xuống đây. Hai ngày nay cũng đổ mồ hôi nhiều, nên cái chỗ ở của tiểu đội tôi chiều nay cũng gọi là tạm ổn. Bực ghê, cây viết lại không ra mực, chả biết khi nào về nước để mua cái ruột thay vào. Còn cái đồng hồ nữa, nó hư từ lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất, phải cất dưới đáy ba lô. Không biết nó có xét gì chưa. Chán quá, có lúc tôi không muốn ở cái đại đội năm này một tí nào. Đâu phải tôi sợ đánh nhau, nhưng tôi sợ cái khác kia. Thôi chả buồn ghi nữa, tôi phải đi tắm mới được. Ngày 14 tháng 6 năm 1979, Phù Xít Đây, quê hương Chùa Tháp. Phù Xít Đây mà Trần Duy Chiến viết trong nhật ký có thể là một địa danh nhỏ của huyện Mung, chỉ có người dân địa phương mới phát âm chuẩn. Chú thích của Đại tá Nguyễn Văn Hồng. Bực thật, mấy tháng nay, kể từ lúc tôi bước vào cái đại đội 5 của trung đoàn 812 này, làm nhiệm vụ chiến đấu đến hôm nay, vẫn chưa nhận được một lá thư nào. Chẳng biết bây giờ gia đình tôi nơi phương trời xa lắc ấy ra sao. Tôi lo nhất là bà nội của tôi, năm nay đã 80 tuổi rồi. Bà có còn khỏe và có sống đến ngày tôi về lại quê hương, hay đã ra đi rồi mà tôi không hề biết đến. Có lắm lúc rảnh rỗi tôi muốn viết thư thật nhiều cho gia đình, nhưng lại thôi, vì tôi quá chán viết rồi. Bởi viết xong cũng chẳng biết gửi cho ai để thư chạy về nước. Thế nên tôi chẳng buồn viết làm gì. Tôi còn mấy đứa bạn ở cùng làng, đi nhập ngũ cùng ngày, và bây giờ cũng ở một sư đoàn với nhau. Thế nhưng tôi chẳng biết làm sao để được gặp chúng. Kể từ khi tôi chuyển qua học lớp hạ sĩ quan hắc ám của trường Ông Thịnh tại Đức Cơ, và bây giờ thì tôi lại càng xa chúng hơn, vì tôi đang chiến đấu ở cái trung đoàn 812 này. Mấy cậu bạn Hải, Thanh, Chính và còn là đồng hương của tôi, bây giờ thì chắc sướng hơn tôi nhiều, đang ung dung sống kể bên sư bộ. Còn tôi thì cũng đang ung dung với khẩu B-40 nặng trịch, với những ngày truy quét phải lội bộ mấy chục cây số dưới làn lửa của miền nhiệt đới đến cháy da. Chắc có lẽ là số mệnh đã an bài cho chúng tôi phải cúi đầu chấp nhận.
Không biết thằng Chính, thằng bạn thân nhất của tôi hiện đang sống tại đơn vị truyền tin của sư đoàn, bây giờ có thay đổi gì không? Với một thằng lính chiến bộ binh như tôi thì không có một dịp nào để gọi là may mắn về sư đoàn để gặp lại nó. Ngày trước khi tôi và nó chưa khoác lên mình chiếc áo màu lá rừng này thì tôi và nó thân nhau như hai vợ chồng. Đi làm, đi chơi cũng có mặt hai đứa. Bây giờ thì mỗi đứa một nơi. Tôi nhớ nó quá. Tôi lại trách thật nhiều cho cuộc chiến. Cuộc chiến này đã phá vỡ ước mơ của tôi, bắt tôi phải xa cái ngôi nhà ấm cúng và người mẹ hiền, xa tất cả bạn bè thân thuộc và những cuộc vui của lứa tuổi. Có lúc ngồi một mình buồn bã, nhớ lại ngày cũ, tôi lại thấy mình như một người say. Thế rồi tôi phải cố đem chút can đảm của một thằng con trai để ghim lại những giọt nước mắt, những tiếng nấc mà nó muốn trào ra. Ai là kẻ xa người thân, xa gia đình, xa bạn bè, xa rời vĩnh viễn cái ước mơ đẹp nhất của cuộc đời mà không nhớ, không thương, không luyến tiếc? Đâu phải riêng chỉ có mình tôi. Ôi cuộc đời sao lắm cái oái oăm. Ngày 17 tháng 6 năm 1979, chiều, thèm thuốc chi lạ, tôi quanh quẩn mãi ở cái bờ đập mà cũng chẳng xin được một điếu thuốc rê. Hễ gặp người dân miên nào thì tôi cũng làm liều xin. Thế nhưng thuốc thì chẳng có, mà tôi chỉ nghe họ trả lời bằng hai tiếng ót miên. Tiếng Campuchia nghĩa là không có. Tôi cũng chả hiểu là họ đã hết thật rồi hay là họ chẳng muốn cho. Và cứ mỗi lần tôi mở miệng nói câu tiếng miên để xin thuốc, oi cơ nhung sung tít thờ năm chúa, nghĩa là cho tôi xin ít thuốc hút, là tôi thấy ngại ngại làm sao. Bởi tại tôi có chút ít suy nghĩ tự trọng. Tôi là một người lính của Việt Nam, một người đi làm nhiệm vụ quốc tế mà lại đi ngửa tay xin thuốc của người dân xứ bạn nghèo và thiếu thốn. Nên tôi rất ngượng ngùng mỗi khi thốt lên câu tiếng miên và ngửa tay xin họ điếu thuốc. Nhưng tôi biết làm sao hơn bây giờ, khi tôi quá thèm. Hút thuốc là ăn mày kia mà, tàn thuốc rê là cái dơ bẩn nhất. Nhưng tôi vẫn lượm ráo. Có lúc hành quân đánh địch vào một cái phum nào đó của miên, tôi lại sục sạo tìm kiếm ở mấy xó nhà thử xem có cái mẩu thuốc nào không. Tôi vẫn biết rằng điều đó là nhục, nhưng không có cách nào hơn, tôi đành chịu vậy. Thuốc của đơn vị phát có lúc mỗi tháng được 1 đến 2 gói, hút tiết kiệm cho lắm cũng chỉ được 4 đến 5 ngày. Cuối cùng rồi cũng phải đi nhặt. Trên cái đất nước miên này, hễ ai là người biết hút thuốc thì phải nhặt mẩu, thế thôi. Vẫn biết rằng đứng xin thuốc của dân miên là nhục, nhưng chiều chiều tôi vẫn dạo quanh bờ hồ. Trước hết là để ngắm dòng nước chảy, nhìn dải mây bay, sau nữa là xem người dân nào hút phì phà khói thuốc cũng nhào vào để oi cơ nhung sung tít thờ năm chua, cho đỡ thèm. Cuộc đời bộ đội ở nước bạn lắm gian khổ và chán ngán đến tột độ mà chính tôi đã bước chân qua như thế. Ngày 18 tháng 6 năm 1979, buổi chiều trời mưa tầm tã không ngớt hột, nước lai láng khắp cả cánh đồng. Cái lều tranh nơi tôi ở trở nên rột dữ dội, khiến tôi phải lấy tấm tăng căng phía trên mới ngồi yên được. Bây giờ khoảng đâu 4:30, thế mà trung đội của tôi đã cơm nước xong xuôi từ lâu. Bữa cơm của lính quá đơn sơ, một xoong cơm không nhiều lắm, một khay rau to tướng mà anh em vừa hái ngoài ruộng về. Nhìn vào phát khiếp vì nó nhiều và nhiều quá sức tưởng tượng. Phải nói rằng tỷ số rau ở đây gấp 5/1 cơm mà phải thế mới no được. Cơm đỡ dạ, rau là chủ yếu mà. Nói thiệt thì có nó cũng còn là may. Ở cái đất này rau muống thì thật là nhiều. Hễ nơi nào có ruộng hơi ướt ướt tí là có rau muống, mà dân ở đây lại chẳng buồn ăn rau muống nên mới còn lại cho bộ đội ta. Bữa nào lười không đi hái rau cải thiện, bữa đó cái bao tử của tôi nó gào mãi không thôi. Đời lính chiến là phải thế. Gặp lúc thịt không muốn ăn như lần trước khi đơn vị tôi đánh vào cái buôn sát biên giới Thái. Lần ấy vịt nhiều vô kể, mỗi ngày thịt phải đến gần 20 con mà trung đội chỉ còn có 10 người. Lần ấy tôi nhìn thịt vịt là phát ớn, còn bây giờ thì thèm khát. Bữa ăn chỉ còn có nước muối chấm rau luộc, may mắn lắm thì được mấy gói bột canh bỏ vào.
Có lúc ăn cơm xong nhưng tôi chẳng muốn đứng dậy tí nào. Tôi không hiểu vì cái bao tử của tôi hôm nay nó lớn thêm hay là vì cơm ít. Khi đêm nằm mơ, tôi thấy tôi trở về nhà, gặp lại gia đình, gặp lại mẹ và em tôi. Tôi lại có vợ và có con nữa, vui và ấm cúng. Tôi đang đùa nghịch với đứa con nhỏ vui quá. Trần Cu Thành kêu tôi dậy gác. Giật mình tỉnh dậy, giấc mơ tan biến, bay vèo vào hư không. Chỉ còn trơ trẽn một mình tôi với khẩu súng kê trên đầu. Tôi bực Cu Thành quá vì đã phá tan giấc mơ tuyệt diệu của tôi. Nhưng đành chịu, không thể gắt với cu cậu được vì nhiệm vụ của lính mà. Tôi bước chân xuống đất vớ khẩu súng đeo lên vai, ra vị trí với nỗi bàng hoàng tiếc mãi cái hương vị ấm cúng trong giấc mơ đã đến với tôi. Thế là suốt 1 giờ rưỡi ngồi dựa lưng vào gốc cây thốt nốt gác, đôi mắt tôi cứ lim dim, đầu óc chập chờn theo cơn mộng. Tôi thấy bị lạc lõng giữa vòng đời bao la rộng lớn này. Lắm lúc ôm súng ngồi gác dưới khuya, ánh trăng chập chờn nghiêng vành mũ, tôi thấy buồn buồn làm sao. Tôi nghiêng đầu nhìn xa xôi về phương trời ấy với nhiều nỗi suy tư chồng chất. Màu trăng buồn làm cho tôi càng buồn hơn. Tôi nhớ lắm những kỷ niệm êm ấm đã trôi qua trong tôi vĩnh viễn. Quãng đời hiện tại đã xua đuổi tất cả ước mơ nhỏ bé của tôi, tan vào hư không, cho tôi nhớ và buồn buồn khi ánh trăng vàng soi rọi. Cái tuổi mơ vừa hé nở trong tôi chưa kịp khoe thắm sắc hương đã tàn lụi một cách quá nhanh. Để mỗi lần bắt gặp một ngoại cảnh êm đềm trước mắt, tôi lại vật vờ như vừa đánh mất đâu đây. Có lúc tôi chẳng buồn nhớ đến làm gì. Đêm đêm tôi không mơ dù một giấc mơ ngắn ngủi, để đôi mắt tôi không phải vướng buồn khi nhìn màu trăng vàng thắm, để tôi yên lòng với nhiệm vụ của một người thanh niên thời chiến. Nhưng tôi đành chịu bất lực, bởi tôi không có trái tim bằng đá, tôi không có một phép màu huyền diệu để trấn an. Vì thế nên cái kỷ niệm êm đềm quái ác kia cứ len lén ùa vào tôi, cho tôi phải buồn, phải nhớ, phải luyến tiếc và ngẩn ngơ. Khi trong giấc ngủ thả hồn bay về xa xăm ấy, hay lúc ngồi buồn một mình nhìn dải mây chiều răng ngang ở cuối chân trời xa tít, nơi ấy tôi đã một lần bập bẹ câu nói đầu tiên. Nơi ấy có mảnh vườn, ngôi nhà đã che nắng che mưa cho tôi suốt quãng đời thơ dại. Nơi ấy có mẹ và em tôi. Nơi ấy đã ấp ủ biết bao là kỷ niệm mến yêu của tôi trong thời niên thiếu, thời mà tôi còn vô tư, chưa biết nhìn đời bằng đôi mắt oán hờn, hay lúc nhìn dải mây chiều lang thang không làm tôi buồn nhớ. Nơi ấy một lần tôi giã từ mẹ hiền, giã từ bạn bè thân thuộc, giã từ những cuộc vui chơi của lứa tuổi, giã từ cái ước mơ mà tôi hằng mơ ước để âm thầm bước vào cuộc đời quân ngũ. Có nhiều khi tôi nằm hát nghêu ngao một mình như người đãng trí, nhưng mà kệ, tôi hát cho quên đi ngày tháng trôi qua. Tôi hát không cần hay, không có đầu đề hay đoạn cuối. Tôi hát cho chính tôi nghe, hát cho tôi quên ngày tháng nhớ, hát để nỗi buồn thực tại không làm tôi thấy trống trải hoang vu. Mấy đứa bạn cùng tiểu đội với tôi giờ đã đi chơi đâu hết. Có lẽ chúng lên chơi với mấy cậu cùng quê ở các trung đội. Bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Sở dĩ tôi không buồn đi chơi vì chẳng quen thân thiết với ai trong cái đại đội của tôi. Chỉ có một thằng bạn học cùng trường ra và về ở với tôi cùng đại đội, nhưng hôm nay nó đã nằm ở viện vì cơn sốt rét ác nghiệt đến ám ảnh. Ở đây tôi chẳng có ai là đồng hương cả, nên buồn, chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà, và lại còn phải ở nhà để cảnh giới địch nữa. Địch ở đây thì không gọi là nhiều, hơn nữa với trời quang như vậy thì nó chẳng bao giờ dám tập kích cả. Tôi bỏ liều vào nằm viết nhật ký cho qua đi chút thời gian. Với cuộc sống là một thằng lính bộ binh như tôi thì chẳng có gì gọi là đáng nhớ. Súng đạn cứ lạch cạch theo sau mỗi chuyến hành quân dài ngày. Còn bây giờ thì quanh đi quẩn lại có mấy việc: đi truy quét, đi phục, đi tuần, đi công tác lẻ. Có vậy thôi mà nó cứ quanh đi quẩn lại mãi. Lúc có lệnh là tôi đi, xong đợt lại về nghỉ, rồi lại đi. Lấn quấn cũng không ngoài mấy cái buôn có địch hay những khu rừng
bị nghi là có lính Pol Pot hoạt động. Thế thôi, tôi thầm nghĩ, nếu như một kẻ nào đó có công ghi lại từng cây số mà đôi chân nhỏ bé của một người lính bộ binh đã bước qua, thì trong suốt cuộc đời của lính, nó sẽ là con số khổng lồ và khủng khiếp lắm. Tôi từ giã cái đơn vị 17 truyền tin hôm 28 tháng 3 năm 79 bước vào đại đội 5 của trung đoàn 812 này, làm nhiệm vụ chiến đấu đến nay cũng gần 3 tháng. Trận lớn trận nhỏ tuy không nhiều nhưng tôi cũng đã tham dự đầy đủ. Đạn AK tôi bắn đâu khoảng 100 viên, B40 đã 3 quả, nhưng tôi không bắn trúng được tên giặc nào để gọi là lập nên chiến công. Có lẽ là tại tôi bắn súng quá dở và hồi hộp quá nên mới chật thôi. Tôi phải xách ca đi ăn cơm cái đã, kẻo mấy thằng bạn réo rồi. Ăn bữa rau muống luộc no quá, gần vỡ cái bụng ra, giờ lại nằm viết nhật ký tiếp. Buổi sáng rau muống luộc, buổi trưa rau muống nấu canh, buổi chiều lại luộc rau muống. Cứ thế, món rau muống xoay quanh mãi, chẳng có gì khác hơn. Mà ở đây có loại rau gì ngoài rau muống đâu. Thỉnh thoảng ngán rau muống quá, lính ta kéo thau đi tìm rau dền, đọt bí, dền gai, dền cỏ, đọt bí già. Ăn hết chả ngán thứ nào. Nhưng rau dền hay đọt bí ở đây cũng hiếm lắm. Thế là lại trở về với rau muống thôi. Không biết tại ăn rau nhiều quá hay cái bao tử của tôi đêm nằm nghe như máy nổ. Nhưng không ăn thì không ổn với cái ruột rồi. Nó gào và réo dữ lắm. Thôi kệ, ăn nhào. Ông bà mình có câu đói ăn rau, đau uống thuốc mà. Khi chiều vì thích thú quá, tôi xách súng ra ăn chim. Không may cho tôi, bị đại đội phó trường bắt được quả tang. Ông quạt cho tôi một trận mát mẻ, chẳng biết còn chống chế thế nào. Tôi đành đứng im chịu trận. Tức lắm, nhưng vì tôi làm sai nên phải im thin thít thôi. Đời quân ngũ mà, cấp trên quạt cấp dưới là sự thường. Nhưng sao tôi cứ áy náy mãi đến giờ. Tính tôi hay tự ái lắm. Vì thế trong cuộc sống, tôi không muốn ai nói ra nói vào với tôi một tiếng nào. Như cái sự việc khi chiều xảy ra cho tôi, nó sẽ làm tôi suy nghĩ không ít. Tôi phải tạm dừng ở đây, đi sửa soạn mấy thứ cần dùng để mai đi phục vụ cái đã. Ngày 25 tháng 6 năm 1979, lại phải rời xa trung đội 1 để sang tiểu đội cuối. Tôi không thích mấy, nhưng cũng vui vui. Tôi không thích sống ở trung đội 1 là vì trong trung đội có mấy anh lính xứ Nghệ chỉ biết cục bộ địa phương, nên suốt từ lúc tôi về ở trung đội 1, họ không làm tôi thoải mái tí nào. Hôm nay tôi từ giã trung đội 1 bước sang tiểu đội cuối cũng làm tôi hơi buồn một tí, vì sống ở môi trường nào quen với môi trường ấy. Nhưng bù lại, tôi được sống cùng anh em miền Nam, không lộn vào mấy anh xứ Nghệ cục bộ. Lúc ra đi tôi tức lắm, muốn chửi cậu Thịnh một trận. Nhưng tôi cố kiềm chế lại, vì nghĩ lúc ra đi đừng làm gì để anh em trong trung đội nghĩ mình thế này, thế khác. Bây giờ tôi vẫn còn tức cậu Thịnh trung đội phó. Cậu cục bộ và tồi quá, chỉ biết lo cho bản thân và đồng hương của cậu ta. Ngày mùng 2 tháng 7 năm 1979, cho tôi xin tuổi thơ một lần nữa trở lại để tôi được nô đùa thỏa thích. Màu thời gian không nhuộm mờ ánh mắt vô tư, để nụ cười rộn rã luôn nở rộ trên môi. Tôi được sống vui tươi bên mẹ, bên em, bên bạn bè thân ái, để tôi được ngồi trong vòng tay âu yếm của mẹ hiền vào những chiều đông lạnh buốt bên bếp lửa hồng ấm cúng, để tôi được nũng nịu và dỗi hờn khi không vừa ý, để mẹ phải dỗ dành gạ mua những thứ đồ chơi đẹp nhất cho tôi, để đêm đêm mẹ ru tôi vào giấc ngủ say sưa trong vòng tay ấm. Tôi không còn sợ gì nữa vì đã có mẹ rồi. Cho tôi xin tuổi học trò thân ái trở lại cùng tôi, để tôi được khoác lên mình chiếc áo màu trắng thương yêu ngày hai buổi cắp sách đến trường, bên thầy bên bạn, bên chiếc bảng đen ngoằn ngoèo nhiều chữ số, để những lần mải rong chơi không thuộc bài bị thầy quở mắng và được lãnh một cặp hột gà vào quyển sổ điểm xanh xanh tỏ tướng. Để chiều chiều trên con đường từ trường về nhà,
Tôi mải mê đánh bi cùng chúng bạn, quên mất bữa cơm chiều mà mẹ đang chờ, để tôi giận và rượt đuổi mấy đứa bạn khi chúng lấy tên tôi ghép vào tên một đứa bạn gái nào đó rồi gọi ầm ĩ lên. Cho tôi xin một mùa phượng nở trong tuổi học trò, để tôi phải bùi ngùi bắt tay tạm biệt cùng bạn bè, để quyển nhật ký nhỏ bé của tôi có thêm những dòng chữ và những cái tên quen thuộc đầy quyến luyến, để tôi nhớ mãi tiếng ve sầu hát khúc biệt ly. Tuổi học trò ơi, màu áo thư sinh ơi, ta đã một lần đánh mất. Cho tôi xin tuổi mộng mơ một lần lại đến, dưới ánh trăng vàng nhuộm sáng con đường cát, tôi lang thang cùng người yêu bé bỏng đi tìm hương vị của tình ái. Cuộc sống sẽ là giấc mơ đẹp nhất khi đôi môi kề sát bên nhau, vòng tay âu yếm tôi đan vào tay em không rời, tóc em hòa theo gió bay bay, vướng vào mắt tôi, vướng vào môi tôi. Ôi, hương tóc em thơm quá, tôi say mất. Cho tôi một lần hẹn hò, rồi em không đến, để tôi chờ trong khắc khoải, để tôi giận em và yêu em hơn. Cho tôi một ngày Chúa Nhật đẹp trời, rong chơi nơi phố cảng quê hương, tôi sẽ lang thang mãi trên đường để ngắm thành phố đẹp, và tôi thấy yêu cuộc sống hơn. Để chiều chiều khi tan sở, tôi đạp xe trên con đường trắng nhựa thẳng tắp về nhà, gặp người yêu nhỏ bé của tôi đi về ngược chiều. Em cười, ôi nụ cười xinh quá, tôi ngắm đến say sưa. Để màu mắt tôi không vướng buồn khi nhìn dải mây chiều lang thang ở cuối chân trời xa tít, để tôi chẳng bao giờ rơi một giọt lệ nào trên lứa tuổi đôi mươi, khi đêm nằm tôi nhớ về người mẹ hiền của tôi nơi quê hương xa mù đó. Ôi, ước mơ của tôi đã bay vào hư không mất rồi. Cho tôi xin một ngày giã từ bộ chiến y màu lá rừng xanh thẳm, để súng đạn, kỷ luật, giờ giấc không đè nặng trên đôi vai trong những chặng đường hành quân dài ngày, để tiếng nổ của đạn bom không làm tôi kinh sợ, để cánh rừng xanh thẳm không che kín ước mơ, để những chiều mưa nơi đất bạn không làm tôi ướt và lạnh cóng. Cho tôi xin một giấc ngủ yên lành trong đêm, không lo nghĩ và sợ sệt, không phải thức giấc để đứng gác, để bầy mũi đói không ào đến hút máu tôi, để tôi say sưa trong mơ mộng. Tuổi 20 ơi, một lần nào từ giã ra đi biển biệt, bao giờ tôi trở lại với ngày tháng cũ năm xưa. Và một buổi chiều khi đơn vị đóng quân nơi bờ hồ, buồn quá. Ngày mùng 7 tháng 7 năm 1979, cái mệt mỏi cứ đè nặng và lấn áp tôi mãi, khiến tôi chẳng muốn làm một cách cử động nào của thân thể. Đến việc đi tắm và giặt cặp đồ quá nhấp nhúa, mặc kệ, phải nghỉ cái đã. Suốt một ngày nay, đôi chân tôi cứ đi mãi, lúc qua rừng, lội suối, lúc băng đầm lầy, bùn nhão nhét. Mà ở cái đất này, về mùa mưa thì thôi khỏi phải nói. Bước chân ra khỏi nhà, không gặp nước, ắt đụng bùn, tránh đâu cho khỏi. Bây giờ về nằm nghỉ, tôi mới thấy mệt mỏi, các khớp xương như rã rời. Chán quá, chả thèm ghi nữa, nghỉ cho khỏe tí đã. Ngày 20 tháng 7 năm 1979, ghi vắn tắt mấy dòng cho chú Sáu nhỏ xinh xinh của tôi. Tôi mới nuôi chú Sáu nhỏ này khoảng 10 ngày. Tuy vậy chú Sáu đã thân với tôi ghê lắm, bởi vì khi người ta bắt buộc chú phải rời chiếc tổ nhỏ về sống và làm bạn với người, chú chỉ mới là một cục thịt đỏ au, chưa có sợi lông và cũng chưa biết suy nghĩ về những điều hơn thiệt. Chú chỉ biết há chiếc mỏ to tướng, chờ đón những con dế, con cào cào do người thay cha mẹ chú bón cho. Nếu nói về công dưỡng dục thì chú Sáu này phải mang ơn đến ba người. Đầu tiên, một người bạn của tôi trèo lên tận ngọn một cây cổ thụ đem chú ra cùng lượt với năm anh em của chú. Lúc ấy chú chỉ ngúc ngoắc được cái đầu rồi kêu inh ỏi suốt ngày. Lúc ấy chú ăn nhiều lắm. Dưỡng phụ, cha nuôi của chú phải vất vả lắm mới đủ số dế cho chú ăn hàng ngày. Thế rồi thời gian trôi, chú cũng lớn dần theo thời gian, đủ lông đủ cánh. Nhưng chú vẫn phải nhờ con người bắt từng con dế bón cho chú, làm dưỡng phụ mấy ngày. Có lẽ chán quá, người bạn tên Lượt của tôi
lại bàn giao cho một người khác tiến sĩ cùng tiểu đội với tôi làm dưỡng phụ kế. Nhưng không may cho chú sáu nhỏ, người dưỡng phụ kế này lại mắc cái chứng bệnh đau bụng liên miên. Làm dưỡng phụ kế đâu được mấy ngày, một hôm anh bản sĩ gọi tôi và bàn giao chú sáu cho tôi. Tôi bắt đầu làm người dưỡng phụ cuối cho chú sáu nhỏ. Xác định là người dưỡng phụ cuối cùng nên tôi yêu chú sáu nhỏ này lắm. Đã từ lâu, phải nói là từ lúc tôi còn nhỏ kia, tôi đã mơ có một chú sáu để nuôi. Và thật ra thì hôm nay tôi mới bắt đầu nuôi chú sáu này là lần đầu tiên. Tôi quý chú lắm. Mặc dù là dưỡng phụ của chú, nhưng tôi vẫn coi chú là bạn, vì chú là nguồn vui của tôi. Kể từ lúc có chú, tôi như vui thêm ra, bận bận thêm chút, lo lo thêm chút. Mỗi lần đi đâu xa chú, tôi thấy nhớ ghê, lại còn lo cho chú. Tôi sợ chú đói, sợ người ta bắt chú mất. Có lúc đang ngủ trưa rất ngon, chú bay lại đậu gần bên tôi, kêu lên inh ỏi. Biết chú đói, thế là tôi phải dậy dẫn chú đi bắt cào cào cho chú ăn. Tuy chú phá giấc ngủ ngon của tôi, nhưng tôi không sao giận và gắt với chú ta được, vì tôi yêu chú lắm. Giờ đây chú sáu của tôi lớn thêm nhiều, đã biết bay xa. Tôi chưa đặt tên cho chú, vì tôi chưa đặt ra cái tên nào hay hay. Chú có bộ lông đen mượt từ đầu đến đuôi, chỉ nơi ven cánh có mấy sợi lông trắng làm nổi bật đôi cánh khi chú bay. Cũng vì cái sự bay bay kia mà có lắm lúc tôi bực chú ghê. Chú bay đậu trên ngọn dừa cao vút, tôi huýt gió hoài, chú cũng chả thèm xuống. Tôi sẽ nhốt chú vào lồng suốt ngày cho chú biết tay. Thế nhưng khi đói, chú lại làm lành. Tôi kêu tức thì chú xả đôi cánh xuống và đậu trên vai tôi. Tôi lại thấy thương thương chú làm sao. Tôi lại hết giận và tiếp tục đi bắt cào cào cho chú ăn. Chú sáu của tôi là vậy đó. Tôi quý chú sáu của tôi lắm. Tôi hứa sẽ cố công nuôi nấng và dạy dỗ để chú nói được tiếng người. Ôi lúc ấy thì tôi sẽ vui lắm. Có lúc nhìn chú sáu nhỏ của tôi mà lo, vì tôi là thằng lính chiến, nay đây mai đó, nhiều khi hành quân cả tháng trời. Bởi vậy tôi lo chú sáu của tôi suốt đoạn đường hay lại bỏ giờ nửa chừng. Tôi sợ mất chú sáu nhỏ xinh xinh này của tôi, nhưng tôi biết làm sao. Thôi mặc kệ, tới đâu hay đấy, đường đời mà. Chú sáu nhỏ xinh của tôi ơi, hãy theo tôi nhé. Tôi sẽ bắt cào cào, dế cho chú ăn suốt ngày. Chú cần gì, tôi sẽ làm vừa lòng chú ngay. Đừng bỏ tôi mà đi nghe chú sáu thương yêu. Tôi sẽ nhớ chú lắm đấy. Vì chú là bạn của tôi, là nguồn vui mà tôi đã bỏ công ra để tạo nên. Xa chú, tôi sẽ buồn, sẽ nhớ chú nhiều lắm. Hỡi chú sáu nhỏ xinh xinh của tôi, đừng bao giờ xa lánh tôi nghe chú. Viết để kỷ niệm tôi nuôi con sáu đầu tiên. Từ khi phong hàm hạ sĩ, cứ mỗi chiều khi chút nắng vàng còn đậu lại trên chóp đầu cây thốt nốt trước nhà là tôi lại một lần lo lắng, không biết đêm nay địch có tập kích vào nơi tôi ở không. Đó là câu hỏi thường hiện lên trong tôi vào những lúc trời chập choạng tối. Để đến lúc ông mặt trời ló chiếc đầu đỏ hói từ phương đông nhìn sang thì câu hỏi của tôi mới được trả lời. Đêm qua địch không tập kích, tôi vẫn còn sống và tiếp tục một ngày mới. Cứ thế ngày này nối ngày kia trôi nhanh qua trong sự lo lắng, khiến tôi chẳng nhớ rõ ngày nào là ngày nào cả. Ngày 27 tháng 7 năm 1979, ghi vài dòng để kỷ niệm ngày mà tôi nhận thêm một hạt. Ngày mồng 2 tháng 6 năm 1979. Sở dĩ mãi hôm nay tôi mới ghi là vì hôm nay tôi mới biết, đời lính mà, mỗi một sự thay đổi đến với tôi, dù nhỏ bé hay to tát, nó cũng làm tôi nhớ nhớ quên quên. Được thêm một cấp, nói rõ hơn là tôi bắt đầu từ giã chú binh để bước qua làm quen với họ hàng nhà sĩ. Hôm nay tôi là hạ sĩ, kể ra cũng thấy vui vui. Mặc dù cái vui chỉ nhỏ nhoi và bé tí của một thằng lính chiến. 8 giờ tối, những cậu lính vừa được thêm một hạt với vẻ mặt xuê xòa, có vẻ vui vui, tụ họp quanh chiếc nhà tranh nho nhỏ của đại đội. Trong đó dĩ nhiên là có tôi. Chẳng cần lễ mễ, lộc cộc làm gì, ngó quanh nhà thấy hơi đủ mặt. Chính trị viên Thủy có bộ râu quai nón trông cũng đẹp, bắt đầu hắng giọng.
ông đọc do do một hồi họ và tên những cậu lính có trong giấy quyết định. Đọc xong, ông quán triệt một hồi, với mục đích cũng chẳng có gì lạ. Thế thôi, xong, ai về nhà nấy. Gọn gàng và ngắn ngủi như thằng lính, mà phải thế mới được. Súm súm cùng nhau, lâu lâu thì ớn lắm, địch nó tập kích cho bỏ xử. Cái làng quê A Long Cóp của đất nước Angkor này, chứ đâu có phải là ở Đà Nẵng, Sài Gòn mà súm lại để vui được. Thế thôi, tôi là thằng lính chiến, mang quân hàm hạ sĩ mấy phong, từ nay phải nở mặt một chút mới được. Ta đây là hạ sĩ, ha ha. Vui quá là vui, chúng mình vui quá. Vui quá là vui, chúng mình quá vui. Vui quá là vui, chúng mình vui quá. Vui quá là vui, chúng mình hệt vui. Tại vui quá nên gãy răng rồi mà, hệt vui đáng đời, thế thôi. Ngày 29 tháng 7 năm 1979. Thế là hết. Ức quá, tôi ức cho tôi, ức cho cuộc đời và tức giận ghê gớm mấy chú tí hôi. Tôi ức cho tôi vì quá chủ quan, thiếu trách nhiệm với chú Sáu nhỏ xinh để chú phải chết. Tôi ức cho đời vì đời đã tạo ra nhiều khúc khuỷu quá để cho tôi phải xa chú Sáu của tôi. Tôi ức cho mấy chú tí vì mấy chú đã rơi mất chú Sáu nhỏ xinh của tôi, làm cho tôi phải nhớ thương vẩn vơ. Mà có ai lại không thương, không nhớ cho được. Chú Sáu xinh xinh của tôi là người bạn, là nguồn vui to tát của tôi, nay đã tự nhiên vụt biến khỏi tầm tay tôi. Làm sao tôi không khỏi thấy nhớ nhớ vu vơ. Tôi biết làm sao đây. Tôi cất tiếng huýt sáo với vẻ mặt thờ ơ, nhưng giờ đây không còn một con sáo nào bay tà tà đến đậu trên bờ vai tôi nữa. Con sáo của tôi đã chết. Thế là hết. Công trình nuôi dưỡng và ước mong của tôi với chú Sáu giờ đây đã tan biến. Những buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa, tôi đâu còn bắt dế, bắt cào cào cho chú nó ăn. Thế là hết. Con sáo nhỏ của tôi đã chết. Tôi thương và nhớ chú nhiều lắm. Tôi nhớ con sáo nhỏ của tôi quá. Ngày 2 tháng 8 năm 1979, đem quyển nhật ký ra, tôi chẳng muốn ghi lại một sự việc gì vào đây, bởi nhẽ cây viết bích bấm của tôi nó đã hết mực. Hơn nữa, chẳng có gì gọi là đáng nhớ. Buồn thì có lẽ nhiều, nhưng vui thì không tìm đâu ra. Tôi ngồi chép nhật ký bên chiếc bàn làm bằng cái thùng xăng của một chiếc máy hư nào đó mà chính tay tôi đã lăn vào đây từ cái lúc tôi mới bước chân về tiểu đội cuối này. Gió chiều thổi mạnh, những tẩu lá to tướng giống như chiếc quạt khổng lồ của hàng cây thốt nốt trước nhà tôi bị gió làm rung chuyển, va vào nhau phát ra những tiếng rào rào đến inh tai. Con đường cái bên bờ hồ nằm lặng yên buồn thảm. Cảnh vật hôm nay khác hẳn với mấy ngày đầu khi đơn vị tôi vừa về đóng ở nơi cái Phum Long Cốp này. Những chiếc xe bò, xe trâu, bánh gỗ đi qua lại liên tục, trông nó cũng vui vui. Bây giờ đây, con đường trước mặt nhà tôi ở cũng đổi khác rồi, vì đơn vị tôi sợ lộ bí mật quân sự nên chẳng cho một ai đi ngang qua đây. Con đường và bờ hồ trước mặt nhà tôi ở từ đó cũng lặng yên, không còn rầm rộ. Nhưng đối với riêng tôi, cấm dân chúng đi trên con đường này làm tôi giảm đi cái phấn chấn, bởi vì tôi là một thằng nghiện thuốc. Mà ở đây thì tôi chỉ biết xin dân, chứ tôi không tìm đâu ra được. Thế nhưng dân không đi qua lại thì tôi xin đâu ra. Có những lúc buồn quá, tôi tà tà ra những vị trí mà trước đây dân hay nghỉ trưa, ngóng cặp mắt lao láo tìm nhặt cái mẩu thuốc rơi. Dần dà rồi những cái mẩu của dân lia quanh đó cũng hết, không tìm đâu ra, đành nhịn. Tôi vẫn biết rằng đi nhặt từng cái mẩu của dân là một điều hết sức sỉ nhục và chẳng có vệ sinh tí nào. Nhưng tôi vẫn lượm, bởi vì tôi thèm. Tôi thèm nên đâu còn nghĩ đến những cái sỉ nhục kia. Chiều nay tôi ngồi đây ghi vài dòng nhật ký cho trôi qua cái giờ phút nhàn rỗi này. Tôi suy nghĩ mông lung về cuộc đời của thằng lính, hay nói cho rõ hơn là về cuộc đời cầm súng của chính tôi. Tôi đâm ra bi quan rất nhiều. Không phải vì tôi chán ghét chế độ, cũng không phải vì tôi không am hiểu về chính trị của nước nhà và nhiệm vụ của người thanh niên. Song tôi đâm ra nản nhiều. Thằng lính chiến nay sống mai chết,
có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều. Cứ mỗi chiều khi chút nắng vàng còn đậu lại trên chóp đầu cây thốt nốt trước nhà là tôi lại một lần lo lắng. Không biết đêm này địch có tập kích vào nơi tôi ở không? Đó là câu hỏi thường hiện lên trong tôi vào những lúc trời chập choạng tối, để đến lúc ông mặt trời ló chiếc đầu đỏ hói từ phương đông nhìn sang thì câu hỏi của tôi mới được trả lời. Đêm qua địch không tập kích, tôi vẫn còn sống và tiếp tục một ngày mới. Cứ thế, ngày này nối ngày kia trôi nhanh qua trong sự lo lắng, khiến tôi chẳng nhớ rõ ngày nào là ngày nào cả. Và mỗi lần đem quyển nhật ký ra ghi, tôi phải hỏi mấy đứa bạn hay đoán mờ mờ rồi ghi vào liền, chẳng rõ đúng sai. Với cuộc sống mà tôi đang có bây giờ, chỉ vậy thôi. Ngày 7 tháng 8 năm 1979, hôm nay lần đầu tiên tôi đến chợ Mung. Tuy cái chợ này chỉ cách Long Cóp khoảng 5 cây số, nếu như không có mục đích là đến để xem thử và đổi tấm áo mưa, lấy ít gói thuốc Thái Lan về hút, thì tôi cũng chả đến làm gì. Tôi đi theo con đường cái nằm ven sông mất đầu tiếng rưỡi. Chợ Mung từ từ hiện dần ra trước mắt tôi theo nhịp bước chân, càng lúc càng rõ cái quang cảnh nhộn nhịp của nó. Lách qua mấy rổ cá bày bán ven đường, tôi cùng cậu Huế đi dọc theo chợ để xem. Qua mấy dãy hàng xén, tôi đâm ra ngỡ ngàng hết sức. Tôi không ngờ là nó đầy đủ và đẹp như vậy. Đủ thứ mặt hàng, những chiếc xà rông hoa màu sặc sỡ bày bán la liệt, những ve dầu thơm, những cục xà phòng thơm, những gói thuốc thơm, những viên kẹo thơm. Nhiều quá, toàn là những mặt hàng của Thái Lan được bày bán ở đây, chiếm đâu khoảng 90%. Từ đáy lòng lại rộn lên nhiều cái vui vui. Tôi đi qua, đi lại, đi để được nhìn thấy cái cảnh nhộn nhịp của một buổi chợ mà đã gần 4 tháng nay tôi mới thấy lại. Ôi sao mà đẹp thế, sao mà vui và dễ yêu đến thế. Khi đi ngang qua cái hàng bày bán thuốc lá, tôi dừng lại, đứng tần ngần, nhìn những gói thuốc thơm mang hiệu Gold City của Thái Lan sản xuất được bày bán ở đây một cách rộng rãi. Những gói thuốc đẹp quá, nằm trước mắt tôi dễ thương ngần nào. Nhân dân ở đây chưa có tiền để dùng vào việc mua bán, họ trao đổi hàng hóa cho nhau qua trung gian là gạo. Tôi lấy tấm áo mưa đem theo ra đổi được 3 gói Gold City. Bong gói thuốc lá đầu lọc ra hút, nó ngon, ngon làm sao. Mùi thơm của gói thuốc như quyện vào mũi, vào môi tôi. Vùi miệng tôi nói với cậu Huế một câu: có đi đánh giặc ca mình mới được hút mấy hơi thuốc thơm này. Hai đứa cùng ngẫm nghĩ rồi cùng cười như thông cảm cho câu nói đùa vô tình của tôi. Chúng tôi cứ quanh quẩn chơi mãi, đến lúc cái bụng nó nhắc, hai đứa mới quay về. Đi ngang nhà ông bạn Thon, người Campuchia, biết tiếng Việt bập bẹ. Trông thấy tôi, Thon gọi vào chơi. Ông Thon đang làm cơm, thế là ông bảo hai đứa ở lại ăn cơm cho vui. Thôi cũng chiều, chỉ từ chối vài câu qua loa cho vui, tôi cũng ăn với ông bạn một bữa để biết mùi vị Việt Nam Campuchia. Buổi chiều lại đi bộ 5 cây số về, mệt đừ. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về cái chợ Mung mà tôi đã được tận mắt nhìn. Tôi bật cười vu vơ như bắt được tin vui. Phải chăng tâm hồn tôi đang có nhiều cái vui mới? Ngày 14 tháng 8 năm 1979, tin đồn Trung đoàn 812 sắp về nước được lan truyền đi một cách nhanh chóng. Dù đây chỉ là cái tin vu vơ, cái tin hành lang không có gì làm bằng chứng cụ thể, nhưng tôi vẫn mải miết chờ trông, mong sao cho cái tin hành lang kia trở thành sự thật thì vui biết là bao. Tôi và bạn bè cùng màu áo, cùng nhiệm vụ đều ao ước được trở về quê hương, về lại đất nước. Để làm gì? Mỗi người đều có cái suy nghĩ riêng của họ, nên tôi không biết. Còn riêng tôi, mơ ước được về lại bên đất nước hẳn là cái ước mơ lớn lao. Còn về nước để làm gì thì đó là cái điều tôi đang suy nghĩ. Về nước để chính con mắt tôi được nhìn lại quê hương sau gần nửa năm xa vắng. Mà bây giờ tôi thấy mến yêu sao? Để tôi được nhìn lại dòng sông xanh biếc, nhìn lại cánh đồng bát ngát, và được nhìn lại túp lều tranh lụp sụp nấp mình sau rặng tre xanh. Về nước để tôi được ngồi trong cái quán nhỏ bên phố, uống cốc cà phê đượm tình dân tộc,
và nhìn cái cảnh nhộn nhịp của phố phường quê tôi. Về nước, ôi biết bao nhiêu là việc như xếp thành hàng và chờ sẵn trong đầu óc của tôi. Mỗi lần vụt nghĩ đến hai tiếng về nước là nó ùa ra, khiến tôi nhớ không sao hết được. Ai đi xa quê hương mình mới thấy yêu quê hương một cách thắm thiết. Tôi đây cũng vậy. Lúc còn sống trên cái mảnh đất chôn nhau cắt rốn, tôi nhìn quê hương một cách bình thường và vô tư như trẻ con. Tôi thấy quê hương tôi không đẹp và cũng chẳng dễ yêu như khi tôi nhìn trên màn ảnh. Thế rồi vì sự ham muốn khám phá mới lạ của cái lứa tuổi thanh niên, tôi đâm ra ước ao một ngày nào đó tôi sẽ rời xa quê hương đi nơi khác, để cặp mắt tôi được nhìn những cảnh mới lạ, cuộc sống mới lạ mà tôi chưa thấy. Và cái ước ao của tôi đã trở thành sự thật. Tôi được sang đất nước Campuchia. Hôm ấy là ngày 29 tháng 11 năm 1978. Tôi đã từ giã quê hương bằng cặp mắt hững hờ, không vướng bận. Tôi đã không một chút gì luyến tiếc, bởi trong tâm trí lúc ấy có nhiều sự thay đổi. Thế rồi thời gian cứ nối tiếp trôi qua, đôi chân nhỏ bé của tôi cũng ghi được nhiều, nhiều lắm những điều mới lạ khiến tôi không nhớ hết nổi. Nơi nào đôi chân tôi đã đi qua: Tà Keo, Lâm Phát, Buôn Lung, Bát Tam Bang, Lovia, Mung, Phô Xít, Trà Mốc, Phở Dây Chít, Tà Lá, Phung Phanh, Say Cờ Rơn và bây giờ là Long Cóp. Đôi mắt và khối óc còn con của tôi đã ghi được những gì? Cánh rừng dài và dày san sát, lội qua mấy ngày đường chưa ra khỏi, không có một giọt nước. Những quả đồi trọc nằm chồng lên nhau, cánh rừng cao su xanh trải rộng, nắng bụi bám vàng cả áo, trời mưa đất nhão nhét, phải lê từng bước chân mệt mỏi, nhấp nhúa. Mấy xóm nhà sàn lập bằng tranh cỏ hay bằng lá cây ghép lại, nằm rải rác ven đường cái. Đó là lúc tôi còn ở Buôn Lung. Còn từ khi tôi bước chân sang cái tỉnh Bát Tam Bang này, tôi lại ghi thêm vài cái mới nữa. Những chiếc xe đóng theo kiểu cổ xưa, hai bánh bằng gỗ, con niềng sắt bao quanh chống mòn. Tôi không biết là nó mạnh bao nhiêu mã lực, chỉ thấy rằng khi chạy thì phải nhờ một cặp trâu hay bò nai lưng trườn tới để kéo. Còn nhiều và nhiều lắm. Nào là thành phố Bát Tam Bang chết lịm, không một bóng người dân hiền lành. Đó là lúc tôi mới đặt chân đến, chứ bây giờ thì nó đã sống lại rồi. Đó là những cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, cộng với những con đê to chạy dài thẳng tắp. Có lần tôi phải rùng mình khiếp sợ và cảm phục cho cái sức lực nhỏ bé của con người, chỉ dùng hai bàn tay đắp từng thỏi đất nhỏ mà tạo nên. Nào là màu da đen sạm nắng, mái tóc cắt ngang tai ở các cô gái từ nhỏ đến lớn, cộng thêm bộ đồ đen hay chiếc váy đen cùng chiếc khăn rằn quàng cổ. Nhưng bây giờ cái mặc của nhân dân cũng có đổi khác đôi chút, nhìn vào còn dễ coi hơn là chiếc xả rông hoa màu sặc sỡ. Chiếc áo, chiếc quần có vẻ hiện đại hơn. Đó chẳng qua cũng chỉ là hàng của Thái Lan do người buôn lậu mua về, chứ nhân dân thì chẳng có cái gì khác ngoài đôi trâu, cái cày. Nào là quang cảnh cái chợ Mung rộn rịp, bày bán đủ thứ mặt hàng của Thái Lan. Nào là những mảnh vàng con bị chặt xiên xẹo để đổi trác cho nhau. Tôi còn ghi những gì nữa? Có lần tôi bị thằng địch phục bắn trượt hai viên đạn suýt chết. Trận đánh dài dẳng trên đường hành quân, trái cối 82 nổ cách tôi chưa đầy 5 mét. Địch vây tứ phía, xả đạn dày đặc về phía chúng tôi. Cả đơn vị rượt địch chạy đứt hơi, nhưng cũng thú vị. Những lần lội qua bầu, qua suối, nước lút đến ngang cổ, những chiều mưa ướt đẫm và dai dẳng, nhiều lắm. Cái đầu óc bé con của tôi không sao nhớ hết nổi. Suốt dặm đường gian khổ ở cái đất nước mà lúc đầu tôi đã ao ước được đặt chân đến, để biết thêm cái mới cái lạ, bây giờ nó không thu hút tôi như cái lúc đầu nữa. Đâu phải tôi đã đi khắp, nhìn thấy hết cái đất nước ăn co này rồi nên tôi không thích ở đây nữa. Thử đặt câu hỏi, vì sao tôi không thích? Vì bây giờ đây tôi thấy mến, nhớ và yêu quê hương tôi một cách kinh khủng. Ở cái quê hương Chùa Tháp này không làm cho tôi khuây khỏa với ngày tháng buồn tẻ của đời lính.
không có tà áo dài trắng thướt tha, mái tóc thể ôm kín đôi vai nhỏ của người con gái, chiếc nón lá bài thơ dịu dàng, thùy mị, cặp má hay hay, nụ cười dễ mến, dễ yêu. Một cái làm tôi chán nản, đó là sự bất đồng tiếng nói của hai dân tộc Campuchia và Việt Nam. Tôi nói tôi nghe, họ nói họ nghe, thế thôi. Lẽ ấy cho nên tôi không muốn và không thích ở cái đất nước này dù chỉ một giờ một phút. Không biết nên cho số phận của tôi là may hay rủi khi có mặt ở Trung đoàn 812 Anh Hùng. Nó càng rõ nét hơn là tôi lại có mặt ở cái đại đội 5 của Trung đoàn 812, cũng anh hùng với các đại đội khác trong trung đoàn. Có lúc tôi cũng tự hào với cái truyền thống của đại đội tôi, nhưng đôi khi tôi cũng nản không ít, bởi vì cái đại đội 5 của Trung đoàn 812 không phải là hoàn hảo, và chính tôi luôn có nhiều sự thay đổi về tư tưởng, lúc này lúc khác, thế thôi. Mơ sao một ngày nào sắp đến với tôi, đơn vị tôi lên xe về lại quê hương, dù một thời gian không dài lắm cũng được. Mơ sao cái tin dễ mến kia trở thành sự thật, đừng để tôi phải cột hứng, phải điên đầu. Ở cái thị trấn Mung này càng lâu, tôi càng nhận thấy những điều lộn xộn của nó. Từ bề ngoài nhìn vào, trông nó có vẻ hiền lành và yên ổn đối với người lính. Thế nhưng có cầm súng đứng trong cuộc mới thấy được cái phức tạp chất chồng. Những tin tức đầy sự lo âu, địch sắp dùng lực lượng lớn để đánh Mung. Địch về cách Mung 3 km, địch đã áp sát Mung với số quân 2.000 tên. Ngày 3 chấm, địch sẽ tấn công Mung, vân vân và vân vân. Lo âu chất chồng lo âu, suy nghĩ cộng thêm suy nghĩ. Mỗi lần có cái tin như vậy là đơn vị tôi lại phải lên đường truy quét. Và dĩ nhiên là có tôi với khẩu cối 60 lục cục trên vai. Lại băng rừng, lội suối, cơm vắt, nước lã, muỗi đốt. Mấy cái phum nằm quanh Long Cóp này như phum phênh, tả ná, phù xít, trà mốc, phở dây chít, say cờ rơn, cộng thêm những cái tôi không nhớ tên. Xa vài ngày đường có, gần đôi ba cây số có, hình như tôi đã thuộc gần hết. Đời lính là một chuỗi ngày chất chứa đầy rẫy sự khổ cực và lo âu. Ai là người cầm súng mà không có cái suy nghĩ như tôi? Có chăng là những con người không bao giờ thật thà với lương tâm của mình, và một số người mệnh danh là cầm súng nhưng chưa bao giờ cầm súng mới không cùng cái suy nghĩ ấy? Bởi nhẽ họ cũng đổ mồ hôi, nhưng vào những lúc lao động họ cùng đi hành quân từ nơi này đến nơi khác nhưng bằng xe. Quá lắm nếu có vận dụng đến đôi chân thì bù lại chiếc ba lô sau lưng họ chứa những thứ đồ dùng cá nhân hàng ngày. Chúng nặng đến độ thả xuống nước có thể làm chiếc phao cho những ai chưa biết bơi dìu đó mà qua sông. Họ cũng nghỉ trên đất giặc, nhưng không bao giờ giặc đến được nơi họ ngủ, bởi vì quanh họ có một lớp rào nhạy bén và nguy hiểm gấp trăm lần hàng rào điện tử tiên tiến trên cái thế giới văn minh hiện nay. Còn lại, ai chắc cũng cùng một suy nghĩ như thế, vì hành động của họ và của tôi chắc là không khác nhau mấy. Cũng hành quân dài ngày, cũng chiếc ba lô nặng, cũng mồ hôi nhễ nhại, cũng ngủ rừng, lội suối, cơm vắt, muối rang. Đêm đêm cũng thức vài tiếng ngồi lặng thinh nơi gốc dừa, gốc xoài, gốc thốt nốt, hay lại là một gốc me ven đường nào đó, để nghe tiếng sáo muỗi, trỗi khúc nhạc hút máu người, vò ve bên tai. Họ giấu kín mình vào bóng đêm, họ yên lặng chờ đợi. Họ đang làm gì nhỉ? Ngồi ngắm cái tĩnh mịch của một đêm trăng? Không đúng, bởi họ đâu phải là nhà thơ, là thi sĩ. Họ đang ngồi tịnh tâm cho hình hài yên tĩnh trăng? Càng không phải, bởi họ đâu là một nhà tu hành hay một nhà võ thuật. Họ đang làm gì? Bên mình họ lại còn có khẩu súng nữa kia. Họ đang canh chừng sự sống cho đồng đội. Họ chờ đợi ai? Họ chờ đợi cái bóng đen như ma quái đi lom khom trong đêm tối, rình cướp đi sự sống của đồng đội. Cho nên họ phải yên lặng, kiên nhẫn đến lầm lì và chờ đợi. Trên cái mảnh đất mà hiện giờ tôi đang sống thì màn đêm không là cái êm dịu và sự yên tĩnh. Tôi nhìn cái màu đen kia bằng nhiều cảm giác
và cũng nhiều suy nghĩ. Nó không hiền từ hay êm ái như cái cách nhìn của các nhà thơ. Nó chứa trong mình nhiều cái chết chóc. Nó che giấu sự rình mò và lén lút đáng sợ. Nó làm cho người lính thấy gần gợn và lo âu. Tôi sợ chết. Phải, bởi hình hài hiện tại của tôi là bằng xương bằng thịt, bằng sự sống, nên tôi sợ chết. Nhưng cái chết nó không làm tôi suy nghĩ nhiều, chỉ có sự lo âu làm tôi thao thức. Trong giấc ngủ chập chờn, biết bao nhiêu câu hỏi hiện trong đầu. Đêm nay địch có tập kích không? Lực lượng địch đông không? Có đánh vào hướng tôi không? Tôi phải xử trí thế nào? Ngoài thùng đạn của mình có được bao nhiêu quả? Đủ bắn không? Nếu địch nổ súng vào hướng nhà tôi phải làm thế nào? Bò hay chạy khom cho nhanh để ra công sự? Cứ thế, tôi tự đặt cho tôi những câu hỏi và tôi cũng tự trả lời. Có lúc tôi nghĩ liệu cho qua đi những cái lo âu. Thổi kệ, khéo lo xa, được đến đâu hay đến đấy. Đời lính mà, có lúc nào yên đâu. Chỉ trừ khi bên mình không còn cây súng. Có lắm lúc tôi buồn cười cho tôi quá. Bởi khi có một mãnh lực nào đó tác động vào tâm trí, là tôi lại xác định tư tưởng rõ ràng, muốn phấn đấu hơn nữa với nhiệm vụ của mình. Như khi chiều qua họp, nghe đại đội phó trường thông báo về tin chiến thắng và tin đại đội tôi được tặng thêm một huân chương chiến công hạng nhất. Lúc đó, cái suy nghĩ và cái gương mặt tôi không như bây giờ đâu. Nó rạng rỡ, vui tươi như một chú bé được quà. Phải nói rằng tôi rất tự hào và hãnh diện về đơn vị đại đội 5 mà tôi đang ở. Tuy rằng tôi chỉ là một phần nhỏ bé đối với 50 phần to tướng kia. Lúc ấy tôi phấn khởi nhiều lắm. Giá như cái bụng dễ chịu đôi chút thì tôi cũng đã lên đường đi truy quét với anh em rồi. Thế nhưng bây giờ thì tôi không nghĩ như khi chiều qua nữa. Gương mặt rầu rầu với cái suy nghĩ cũng chẳng khác gương mặt làm bao. Người ta nói tư tưởng con người diễn biến liên tục qua từng giây từng phút. Đối với tôi nó chả sai tí nào. Đừng bao giờ nghĩ lầm cho tôi rằng tôi không thông suốt đường lối và tôi không xác định được nhiệm vụ của lứa tuổi thanh niên đối với đất nước hiện nay. Không đúng, nếu thế tôi đã né tránh không đi nghĩa vụ quân sự rồi. Và tôi có thể nói chính trị không vấp váp cơ mà. Nhưng sao tôi không thích là một người lính từng giờ chắc tay súng bảo vệ tổ quốc. Tôi thích làm người dân để được gần thành phố, gần quê hương, bạn bè thân thiết, gần những cái mà người lính không sao có được. Phải chăng tôi hèn nhát, không đủ nghị lực để gạt bỏ những cái quá khứ, những kỷ niệm êm đềm của tuổi mơ để bước vào một cuộc sống mới đầy gian khổ? Với tôi cũng chẳng tìm được câu trả lời nào để giải đáp cho tôi cả. Thế nên tôi vẫn buồn, vẫn nhớ, vẫn thương cho mình. Tôi thương cả cho mẹ, cho em, cho bạn bè và quê hương. Mỗi khi hình ảnh khách quan nào bên ngoài tác động vào là đôi mắt tôi lại vướng buồn trong khoảng nhớ. Mấy đứa bạn đã đi chơi từ lúc nào tôi không biết. Có lẽ chúng ra ngoài kia để chọc mấy cô bận váy với vài câu tiếng Miên vừa học thuộc. Ngôi nhà giờ chỉ còn lại mình tôi. Nó trở nên lặng lẽ, trống trải thêm. Bây giờ mới khoảng hơn 4:30. Nhưng tôi cứ ngỡ đã chiều lắm rồi. Tôi ngước mắt nhìn ra phía đường cái, chán rồi nhìn ngược lại cánh đồng ruộng đằng sau xanh thẳm. Một vài đám mây trôi lang thang, không định hướng. Bầy vịt nước bay ngang, kêu lên chíp chíp như muốn phá tan sự yên tĩnh của không gian. Bên kia hồ, mấy chiếc xe bò đi về, tiếng gỗ nghiến ken két khó chịu. Mấy luồng bụi đất bốc lên bởi cái móng chân cứng ngắc của đôi bò, càng làm khó chịu cho những người dân đi bộ theo sau. Họ vội vã, hấp tấp vì sợ tối. Trông người nào cũng nặng nề vì cái bao trái cây trên đầu. Một luồng gió nhẹ nhẹ từ phía tây thổi tới, làm tôi khoan khoái dễ chịu. Gió làm mấy tàu dừa, tàu thốt nốt đong đưa, tạo ra cái âm thanh rồn rột. Bây giờ tôi chả nghe thấy gì, nhưng ngược lại trong phiên gác, nó làm tôi sởn da gà không ít. Những gì còn lại sau cuộc chiến? Đó là câu hỏi và sự trả lời lại là hiện thực. Nhà cửa bị tàn phá, nhân dân bị đói khổ. Có thể người dân ở đây thông cảm cho hoàn cảnh đất nước mình. Họ cặm cụi làm việc suốt ngày.
Họ đi vào những vùng vắng người để tìm thức ăn. Có gì ngoài mấy đám ruộng lúa chắt, mấy cây đu đủ, cây sắn, mãi tối mới về. Có đêm về tối quá không dám đi, họ đốt lửa để xua muỗi. Thế là đơn vị tôi tưởng địch, lại xả súng bắn vào. Tôi không trách đơn vị tôi được, bởi đơn vị tôi sợ bọn Pol Pot lợi dụng để tập kích. Tôi chỉ thương cho cuộc sống của dân thôi. Nhưng tôi đành chịu, chỉ biết nhắc họ là không nên đi về tối nữa. Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy chả tích tin nào về họ. Nói đúng hơn là tôi ghét họ. Điều này thì chính tôi cũng chả hiểu tại sao. Buồn quá, cuộc sống nơi đây với tháng ngày buồn tẻ của đời lính chiến không ăn sâu vào tiềm thức tôi một kỷ niệm nào. Rời xa tôi sẽ không luyến nhớ, có khi còn mong thích nữa. Hôm trước đọc cuốn sách Đoạn Tuyệt của Nhất Linh, có một câu phương ngôn mà mãi đến bây giờ tôi còn nhớ. Khi nào không có một cái gì làm cho mình vui thì mình nên vui với cái mình có. Thế nhưng tôi chả có cái gì gọi là có để mà vui. Không nhẽ vui với giấc ngủ, vui với cuộc sống, với khẩu súng, những cái mà tôi đang có được ư? Nếu thế tôi cũng thử vui với chúng xem sao. Ngày 1 tháng 9 năm 1979, lại sắp phải rời xa cái phum Long Cóp này. Kể ra cũng nuối tiếc, ai mà không động lòng một chút khi mình chia tay với con người, cây cỏ và những cảnh vật quen thuộc hàng ngày, dù con người hay cảnh vật nơi đó có đáng ghét nhiều đi nữa. Cái ngày chính thức đơn vị di chuyển khỏi nơi này tôi chưa được biết vì chưa thông báo, chỉ đoán mò qua những cái tin hành lang đầy sự cấp bách: ngày mai đi, ngày mốt đi, vân vân và vân vân. Bây giờ lúc sắp rời xa cái phum Long Cóp này, tôi mới thấy yêu và quyến luyến nó ghê. Đầu óc tôi như bị cái ngoại cảnh chung quanh níu kéo, nửa muốn đi cho quất cái mắt phum cô quạnh này, nhưng nửa còn lại chẳng muốn xa nơi đây tí nào. Tôi muốn xa cái phum Long Cóp này vì ở lâu tôi đâm chán với cảnh vật và con người quá quen thuộc. Tôi muốn được thấy cái mới và cái lạ. Còn tôi không muốn xa cũng là vì tôi sợ đến nơi khác, biết đâu lại là không có được những cái như ở nơi đây. Biết đâu nơi mà tôi chưa đến nó sẽ hiu quạnh, buồn tẻ và hoang vắng đến ghê sợ. Nó sẽ không có cái hồ nước trong vắt cho tôi tắm nghịch cùng bạn bè suốt buổi. Thế nên tôi cũng luyến tiếc không ít. Với những giờ phút quý giá còn lại, tôi như thấy nó trôi qua một cách quá mau lẹ. Mới trừ đó, bây giờ đã chiều rồi. Tôi luyến tiếc ra đứng tựa bờ hồ, nhìn lại cảnh vật lần cuối. Tôi đăm chiêu suy nghĩ, tôi cố ghi lại những kỷ niệm của ngày tháng ở đây trong cuộc đời binh nghiệp, dù nó không êm đềm như những ngày tháng cũ năm xưa. Không biết cảnh vật trước mắt tôi đang buồn hay là tôi đang buồn. Mưa lại bay bay, mấy luồng gió lạnh ùa vào người, chui vào ngực áo, khiến tôi cảm thấy lành lạnh. Xa xa cánh đồng mù trong mưa chiều, một vài cây thốt nốt đứng lẻ loi, rũ xuống mấy tàu lá khô buồn tẻ. Xa xa hơn nữa là phum Tà Ná, phum Phạnh, phum cả Dân Say và những cái phum mà tôi đã đi qua rồi nhưng không nhớ tên. Nơi đó đã ghi dấu những bước chân nhỏ bé của tôi trên chặng đường truy quét. Để bây giờ đi xa, tôi thấy nao nao. 7 giờ sáng mai, đơn vị tôi chính thức rời xa nơi đây. Bây giờ thì không còn hồi hộp nữa vì đơn vị đã thông báo khi nãy. Tôi ngồi sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng vào chiếc ba lô mà suy nghĩ mông lung. Đời quân ngũ nay đây mai đó, nơi nào có bóng quân thủ, nơi ấy có ta. Ngày mai ta lại có mặt ở một nơi nào đó, ngày kia ta lại có mặt ở một nơi nào khác nữa. Cứ thế ta vẫn đi không dừng, và thời gian vẫn trôi qua không ngừng. Cứ thế và cứ thế, ta sẽ chỉ dừng chân lại ở một nơi nào lúc mà trên mình ta không còn khoác bộ chiến y màu lá rừng xanh thẳm nữa. Cuộc đời binh nghiệp là thế và thế thôi. Tà Xanh, xứ sở của muỗi và những trận sốt rừng. Phải công nhận là thằng Pol Pot nó quá ác, giết người hàng loạt. Hôm ở Long Cóp, khi đi truy quét qua một khu rừng, tôi có dịp chứng kiến những cảnh tượng ghê rợn. Người bị chết dưới hục nước chưa tan,
có kẻ thịt đã bấy ra như mắm, còn nít có, người lớn có, 9-10 xác người bị chất chồng lên nhau để đốt. Có người chỉ cháy cái đầu, cái mình còn lại khô queo và vàng cháy như một khối thịt quay. Nhiều lắm, cả một khu rừng chứ đâu phải ít. Đi ngang khu rừng, cả đơn vị như chạy. Cái khăn ướt luôn che kín mũi. Tùy thế, mùi thối nồng nặc vẫn xông lên tận óc. Ngày 4 tháng 9 năm 1979, hôm nay tôi có mặt ở một vùng đất xa xôi, lần đầu tiên đặt chân đến. Khi đi ngang qua thành phố Bát Tam Bang, làm ruộn lên trong tôi nhiều cái vui và cũng xen vào đó nhiều nỗi nhớ xa xăm. Thành phố Bát Tam Bang mà tôi tưởng mình đang đi trên đường xa quê hương ngày nào. Theo con đường 10, xe cứ chạy thẳng, xa dần thành phố, xa dân cư, xa cuộc sống nhộn nhịp. Và bây giờ tôi đang sống giữa rừng. Buồn ơi là buồn, sao mà buồn lắm thế? Cảnh vật hoang vắng, im lìm, như không hề biết là đơn vị tôi đã có mặt nơi đây. Tôi đưa cặp mắt nhìn quanh, chỉ thấy rừng và rừng nối tiếp, trùng trùng. Hình như ở đây chỉ có thế, biên giới chỉ có thế. Ai mà vui cho được với cái cảnh núi rừng hoang vắng này? Dù người đó có vô tư gấp trăm lần trẻ tơ đi nữa. Rồi Long Cóp, xa thị trấn Mung, tưởng đâu sẽ đến một nơi nào dễ yêu, dễ mến hơn, nào ngờ lại là như vậy. Có còn nơi nào khác hơn như nơi này nữa nhỉ? Buồn lắm cho cuộc đời thằng lính bộ binh. Đầu tháng 9 năm 1979, theo yêu cầu của nhiệm vụ, đơn vị của Trần Duy Chiến, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 812 đã cơ động về hướng Tà Xanh, địa danh nổi tiếng khắc nghiệt về địa hình và thời tiết. Tà Xanh Pai Lin sát với biên giới Thái Lan. Đây là trọng điểm dịch sốt xuất huyết của khu vực Đông Nam Á. Toàn bộ tàn binh địch dồn về khu vực Tà Xanh. Trong một trận quyết chiến, quân ta đã tiêu diệt phần lớn quân địch tại đây, thu hàng chục xe tăng, đại bác, rất nhiều quân trang quân dụng cùng con dấu của chính phủ phản động Campuchia. Số địch còn lại, trong đó có bọn chỉ huy đầu sỏ, đã vượt biên bỏ chạy sang Thái Lan. Chú thích của Đại tá Nguyễn Văn Hồng. Ngày 6 tháng 9 năm 1979, buổi chiều trời mưa tầm tã. Buồn mà nó cũng thú ghê. Thú là tôi được tắm một trận, còn buồn thì khói phải nói. Chiếc nhà âm nho nhỏ chỉ đủ sức chứa được 6 người, khiến tôi cứ ngồi im một chỗ, nhìn ngoài trời mưa như chút nước. Khu rừng trước nhà bị chìm đắm trong mưa. Khi chưa nghe đài, biết được hôm nay là ngày khai trường, lòng tôi rộn lên nhiều nỗi nhớ xa xưa. Ngày tháng cũ của đời học trò hiện về trong tôi. Có hàng vựng vĩ trước cổng trường khoe sắc đỏ, có những gương mặt rộn rã, vui tươi. Có màu áo trắng trông xinh như một bầy chim non đang tụ họp dưới mái trường êm ái. Những mẩu chuyện nho nhỏ của tháng ngày xa cách lại nở ran khắp sân trường. Ngày ấy tôi còn vô tư lắm, chưa biết yêu hoa lài, nên hương thơm không làm tôi nhớ hay mơ mộng xa xôi. Chỉ có một nỗi mong sao cho ngày tháng qua mau, cho qua hết 3 tháng hè oi bức, để tôi được cắp sách trở lại mái trường, bên thầy, bên bạn, bên những cuộc vui êm đềm của lứa tuổi mộng mơ. Thời gian trôi nhanh như trong chiêm bao, khiến tôi bàng hoàng và có cảm tưởng như vừa thức dậy. Mới đó đã là một khoảng thời gian dài của cuộc sống. Cái ngày mà tôi còn vô tư, luôn vui đùa với chúng bạn, với màu áo trắng thư sinh, đã biến mất từ bao giờ, khiến tôi không còn nhớ. Chúng bạn cùng lớp cùng trường với tôi, bây giờ có đứa còn đang theo học và sắp sửa thành ông bác sĩ, bà kỹ sư. Có đứa đã là mẹ, là ba của những em bé. Còn tôi bây giờ vẫn là con số không rỗng tích. Tôi không hận cho đời và cũng chẳng oán trách gì cho người. Tôi chỉ thương cho số phận của tôi. Thượng đế đã không ban phép lành cho riêng tôi, nên bây giờ tôi mới khổ. Khi đêm ngồi gác dưới trong khuya mờ ảo, tôi nhìn trăng, tưởng mình đang sống giữa tuổi mơ. Phải chăng mẩu trăng buồn, hay tôi đang buồn? Chắc có lẽ là tôi buồn thì đúng hơn. Phiền gác đêm sao mà dai dẳng, không muốn dứt. Tôi chờ đợi thời gian đến như chờ người tình trong chiều hẹn. Có ai qua rồi trong cuộc chiến mới nghe lòng thương kiếp sống chính nhân. Đêm trên điểm chốt,
4 tiếng không dài, nghe qua rất bình thường, nhưng có bước chân qua rồi mới biết, mới hiểu trong đó có biết bao nhiêu là điểm khác với cuộc sống bình thường của con người. Núi chập trùng núi, rừng nối tiếp rừng, chiều mưa dông buồn nhớ, đêm hoang vắng lạnh lùng. Có thế thôi và còn nhiều nữa. Người lính sẽ phải đối mặt với rừng thiêng nước độc ở Pai Lin Tả Xanh như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi Tây Tiến Viễn Chinh ở tập sau. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.